nhén đi con. Rồi, vô này con. Tranh thủ đi con. Rồi, lên đó nha Duy. Hello mấy chị ơi, em lại là em nữa nè. Định lấy tiền của chị hết á vậy. Không cho mấy chị tiền bồn thân, cho mấy chị vàng bồn thân thôi. Đây. Chậm là mắt nghe mấy chị à. Rồi, em chào mấy chị xinh đẹp nha. Mặc túi tiền nhỏ nãy bây giờ nó rồi. Bây giờ nó rồi. Em hello mấy chị. Bữa nay nguyên ngày thứ bảy, ngày này là của chị em chúng mình ha. Rồi bé Vinh chốt cho mấy chị. Rồi chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Ông ghi sao chết chưa con? Dạ rồi. Vô chưa? Rồi nhanh với mấy chị ơi. Bông tay trái tim đẹp cực kỳ luôn nha men. Dạ có. Đầy đủ mấy chị, đầy đủ. Mình gặp nhau là chưa chưa. Thứ bảy mấy chị đừng ngủ, mấy chị gặp em thôi. Dạ em chào chị Lan, anh Nguyễn nha. Em chào mấy chị xinh đẹp à. Em chào chị yêu Hoa Tiên nè. Bùi Thị Kiều Phương, em chào tình yêu Như Ý Nguyễn. Có đôi bông Lệ Vi không ạ? Có. Đôi bông trái tim năng đeo xe cho chị 1.280.000. Có một đôi duy nhất 651 nha. 8.150.000 nhầm em đôi bông trái tim 8.150. Rồi lắc vàng hồng luôn nhầm em nè. Vàng hồng bao đẹp. Lắc này một cái lắc 4 châu không có gì tặng đưa thằng thang. Chào tình yêu Kiều Hồ nha. Mấy chị vô đông đông đi em. Chào mấy chị đông đông. Bắt đầu em sẽ like mấy chị nha. Toàn là đồ đẹp gái không à. Sợ em có lên, bạch kim em có lên. Nay cuối tuần thì em lên cái đồ nè nãy cái dây dài 6 tấc này con có lấy không? Dạ lấy rồi. Lấy chưa? Có khách chưa? Cái gì kêu tôi đưa cho mấy bạn nhà, mấy bạn nhà. Rồi em chuẩn bị lên đơn với mấy chị nha, giờ thay đồ rồi. Rồi, mấy chị nhìn em đẹp chưa? Em chào tình yêu Nguyễn Hậu nha, rồi chuẩn bị lột đang đăng bán dây chuyền nha mấy chị. Cứ livestream thì mua đồ, livestream thì mua đồ vậy đó. Ok tình yêu Phạm Thiệt nha, rồi em lên nha. Cái lắc tay vàng hồng đầu like em xem cho mấy chị là 1.200.000 một gam. Nhanh tay mới có đơn, chậm tay không có đơn. Bông tay đụng hàng mới dinh đền. Đeo được hai kiểu, cái trái tim đó mình sẽ lấy ra rời được nha. Trái tim lấy ra rời được nha mấy chị, rồi lên đơn nha mấy chị. Rồi chốt giùm em chốt với dòng à, bông tay là tình yêu ha. Bé gạo nè. Chốt đơn 8150 giá 1280, chốt cái tình yêu bé gạo. Lên đơn cho em, dòng tay của thương hiệu cá tí ờ. Cá tí ờ, rồi bông tay bé Vinh hết. Chốt bông tay nha, rồi lắc tay này em lên với chị vàng hồng. Em xem 1.200.000, chưa có trong lịch sử thế giới nhân loại. Trong cái ngành vàng Rizuri bạch kim 750, 1.200.000 ngàn, có dây tăng đưa. Cái này là free size 4850 năm 254 đều được dùm em ha. Rồi chốt dùm em 11.38, xem 1.200.000, 13.700.000. 13.700.000, cái lắc này là 17.500.000, bây giờ xe 13.700.000. Nhanh tay thì còn, chậm tay không còn nha. Không có vụ vàng hồng mà chịu hai nghe bà con nhà mọ. Nguyên mấy chị nhớ nè, thứ bảy là em chơi ba ta lông với chị luôn. Mà hồi tối này em quên nói với mấy chị nên làm sổ khi quá em quên luôn. Cho nên là nữa nhớ thứ bảy giùm em từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối là ngày của em. Em lên trên này hết, nó không nói không sẽ nói nha. Rồi ok tình yêu Giang Minh giùm em 13.500.000 mua vàng còn của mấy chị nhẩm gì mấy chị. Trời ơi mua vàng em thật sự với mấy chị luôn nha. Mấy chị đang đầu tư gọi là đầu tư đúng đắn nhất luôn nè. Mấy chị mua đất á mấy chị sẽ sợ à, đất này nó có giá đó không, đất kia có giá không. Đầu tư em là đầu tư lời không à. Cho cái 20%, 30% mấy chị có 10%, 20%. Cho các bán chừng mấy chị bán có 1.200.000. Mua của em bán lại cho không chừng lời nữa cả nhà. Rồi chốt lắc tay 13.700.000 là em chốt tình yêu qua Lâm Quách giùm em. Dòng tay mấy chị có một đi tay đeo vừa liền 50, 51, 52 đeo vừa liền. Chỉnh sửa đi tay được nha. Rồi lên. Ngày mai là em không có like, ngày mai chủ nhật xã hơi. Rồi chốt giùm em dòng là 1.300.000, 19.32. Và dòng này là 25.116.000. 25.116 em để sao tình yêu Minh Tâm nè. Để Vinh để sao cho Minh Tâm. Thì lâu lâu cũng sẽ lên như cái nãy cho mấy chị vậy đó à. Chị nào nhanh mới được, chậm không được, thiệt sự. Rồi chốt dòng giùm em 25.100.000 giùm em là dòng. Chỉnh sửa đi tay được, cái này mới về nha. Em về 3 dòng, em bán hết 2 dòng, còn 1 dòng em xả luôn với mấy chị hàng này 1.300.000 đó.
đó luôn 13. Nhẫn này bé Vinh có 5 chiếc. Nhẫn bông mai bao đẹp giùm em, bé Vinh sale cho mấy chị cuối tuần 1.2 triệu, 8 gram giùm em nè. Nhẫn em đang đeo là 9.600.000 nghe mấy chị, chết rồi. 96 giùm em, vòng tay là 10. Rồi nó văng ra nữa rồi con ơi, cái nó con nhanh quá nó làm nó kịp chứ con rồi. Tàu mẫu khó luôn rồi mấy chị. Rồi lắc tay thương hiệu của Dior. À, bữa nay em chốt lắc tay là cho mấy chị 1.290.000 của giùm em. À, dòng tay là 25.100.000 đi ó, mấy Vinh có 2. Nhẫn 9.6 mấy chị ơi. Nhẫn 9.6 đưa mấy chị coi dòng lại. Nhẫn em có 5 nha. Rồi lắc tay này bé Vinh có 2. 1.290.000. Rồi đồ men đó mấy chị. Đồ men đó, men bán giá này cho em theo chị mấy chị mở luôn. Sao em thương mấy chị giữ hàng vậy trời. 17.300.000 giùm em, bé Vinh có số lượng là 2. Đi tay từ đi 54. Từ đi 54 ra lại giùm em. Rồi dòng tay. Em chốt dòng tay tình yêu nào đây? Em chốt cho Trâm Trinh 25.100. Mấy chị ơi, có đồ cũ cho đồ cũ sao nha, cho em đi hàng mới cho trước nha. Đợi lâu lâu có mấy chị đổi mẫu là em bị đòn á, bị đòn với em á. Em chốt tình yêu xíu hao giùm em 9.6. Nhận mấy Vinh có 5, ok cũng cưng xíu hao. Dạ, em chốt tình yêu Titi. Rồi lên dây chuyền liền, bữa nay đầy đủ, yên tâm ở đây. Và 17.300 em chốt tình yêu Du Vô Hạnh. Ok cục cơm 17.3, có 1.290.000 mua mẫu không đụng luôn giùm em. Dạ em cảm ơn chị Hoa Lê Phạm giùm em. Ok chốt đơn. Dạ giờ đi cọc liền nè, đúng rồi, đi cọc liền cho em đi. Em thương đồng tiền đi trước là đồng tiền thành công mà. Rồi chốt giùm em 17.300. 173. Rồi nhẫn 9.6 còn 2 chiếc, nhẫn 9.6 với Vinh còn 2 nhẫn bông mai. Rồi lên nhanh gọn lẹ giùm em này. Rồi cái này em sell cho mấy chị một cái này. Chết bà đi. Rồi nhẫn này nhẫn Amaro hoa mai luôn giùm em 17.3 em chốt chịu Trinh Phạm. 7D thứ hai em có. 7D là best seller của nhà em ra, nó không phải là BD mà nó cũng phải là 20D nha. Người ta muốn D cũng khó hơn bị D đó. À, muốn D cũng hơi bị khó cho nên nhận được hàng 7D nhà em. Cho xin cái phát nắp. Rồi nhẫn này Vinh còn 1, Vinh sale luôn 1.80. Nhẫn hàng mới với Vinh còn 1, 8.920.000. 8.920. Bây giờ nó qua cái live stream mãi rồi, bây giờ chị hỏi em là em ấy không được. Rồi em lên một bộ này liền nha mấy chị nha. 1.1 triệu. Dạ xuất đơn để hotline giùm em cho cả nhà. 8.920 em chốt chị Thảo Vân. Rồi em lên set này. Set này chia sẻ live stream mới bán nha. Set này chia sẻ live stream mới bán. Nhẫn em sale cho 1 triệu nè. Nhẫn em sale cho 1 triệu. Dạ em bán với mấy chị là, có nghĩa là những cái set này là em tặng đó. Cho nên em cần cái lượt chia sẻ của mấy chị hoành đi và hoành lại cho em. Rồi em chốt cái nhẫn hoa mai này cho mấy chị là 1 triệu 1 gam. Rồi chuẩn bị lên đơn nha, 1 triệu 1 gam nè. Rồi chốt giùm em ha. Nhẫn 1 hộp 3, 4, 5, 1. Giờ hỏi nó không nhớ đâu. Nhẫn 1 hộp mẫu hoa là 3.450.000. Rồi nhẫn này giùm em là 3.950.000. Giùm em là nhẫn này 3.950. Chốt nhanh giùm em. Rồi dây chuyền dưa này. Dưa này là dưa cát nha mấy chị. Em sell dây dưa cát này bình thường mấy chị mua tới giá là 1.450.000 á, chứ nó không có giá này. Em sell là 1.2 triệu 1 gam. Dây trái tim mà dây cát giùm em 9.200.000 giùm em 3.95. Duyên ơi, đang vô bộ tặng nha Duyên cưng. Đang vô bộ tặng. Rồi em chốt giùm em 1.2 triệu, 3.950. Rồi dây chuyền giùm em chiều dài là 4.5 tấc. Chiều dài là 45, 46, 47, 48. Đeo được mẹ em ha. Dây là 9.2 triệu bà con ơi, bà con. Dây là 9.2 triệu. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị luôn 1.000.000 nhẫn này luôn nè. Chị nào lên đây dòng báo chị ha. Dòng báo chị nhẫn này 3.2 triệu nha mấy chị. Rồi chuẩn bị nha. 9.2 triệu là dây. 1.2 triệu. Nhẫn em xem 1 triệu hết. Nhẫn bên đây 3.950. Nhẫn bông mai bên đây là 3.2 triệu giùm em ha. Rồi em lên nguyên một set cho mấy chị ấy nè. Rồi bông tai này em lên cho mấy chị là 1.1 triệu 1 gam đâu bông tai. Bông tai 1.1 triệu 1 gam. Rồi đôi nữ hoàng thì em 1.1 triệu. Đôi bên tay phải là nhẫn bên tay phải là 3.2 triệu. Nhẫn bên tay chính là 3.950.000. Dây là 9.2 triệu giùm em. Bông tay em xem 1.1 triệu nha. Bông tay là 3.5 triệu. Em lên set này. Mấy chị chia sẻ giùm em set này rồi em vô em chốt ha. À, phải dịu vậy mấy chị mới chịu. Rồi coi lâu lâu em chỉ có một set cực kỳ đậm sâu đâu này. Có may bán giá 1.1 triệu cho mình. Nghe em nói nha. Có may bán giá 1.1 triệu. Rồi đây là một cái đây cái này là dòng Pandora à, nhưng mà nhớ em nhà bên em đợt này không có về quá dặn. Mấy chị chốt xong á, mấy chị nếu có sỏ tram thì báo sỏ tram, còn không sỏ tram thì em sẽ hàng cái trái châu để dính nó đi luôn. Rồi dòng này em sale cho mấy chị là 1.2 triệu ha. Đơn giản dễ thương. Rồi chuẩn bị lên đơn nha. 6.50 là dòng em sale 1.2 triệu. Đi 48 52 đeo được.
Dòng giùm em là 7.8 triệu, dây là 9.2 triệu, bông tai là nhiều con quà, bông tai là 3.5 triệu nha. Rồi chuẩn bị chốt nè mấy chị ơi, nhanh giùm em nha, cái này em chốt với chị mới chia sẻ nha. Rồi 3 triệu, nhẫn 3.2 triệu là em chốt với tình yêu Angel, chốt đơn 3.2 triệu. Rồi gửi chia sẻ với giùm em nha. Em để sao với nhẫn 3.2 triệu cho tình yêu Trọng Nguyện, để sao nhẫn 3.2 triệu cho tình yêu Trọng Nguyện giùm em. Rồi chốt đơn này con, rồi để sao tình yêu Trọng Nguyện. Rồi bé hết 3.950 triệu giùm em là em chốt 9.2 triệu, em chốt tình yêu Bảo Yến Quỳnh, cáo cưng xịu. Kể mấy chị thì lâu lâu cũng có đồ mắc tiền, lâu lâu cũng có đồ bình dân, thì lâu lâu mình cũng sống thường lưu chút xíu, lâu lâu mình cũng sống cho nó thoải mái chút xíu, nói chung mình sống sao mình vui là ok nha cả nhà. Đó, vẫn là dễ thương như bé Vinh, mua vàng của bé Vinh chốt với dễ thương như bé Vinh nha. 9.2 triệu. Rồi 7.800.000 là em chốt tình yêu Vân Dũng Nguyễn giùm em, 7.8 triệu. Rồi ok cục cưng, nhớ gửi chia sẻ livestream với giùm bé nha. Rồi 9.2 triệu em để sao tình Thảo Thiên, nhẫn 3.950 triệu này có chốt cho chị. Nhẫn 3.950 triệu nè, 3.5 triệu em chốt tình yêu Ngọc Lê là bông tai. Chốt đơn mấy chị comment miết lên nhà máy em để không kịp, em gặp ở đâu là em bá đó đó. À, rồi 3.950 triệu em chốt chị yêu Kiều Lê, 3.95 triệu. Rồi bé hết nha mấy chị. Bông 3.5 triệu em để sao tình yêu Nga Trương. À, bông 3.5 triệu bây giờ để sao cho Nga Trương. Rồi em qua này ha. Rồi nhẫn này em lên luôn với mấy chị nhẫn này. Rồi bây giờ chốt đơn kiện này cho mấy chị 1.200.000 một gam giùm em. Kiện này nó có gì tăng đưa nha mấy chị. Kiện 5 bính 6 bính giùm em, kiện bao đẹp. Rồi em qua mã hết trơn nha mấy chị ơi. Chị nào được đọc đầu tiên thì vô đầu tiên liền giùm em. Rồi chốt kiện giùm em nè. 1.200.000 một gam. 12.55. Rồi chốt đơn giùm em là 15.055.000. 15 triệu. Rồi chốt giùm em đi, bỏ cái lẻ đi, comment cho nó nhanh. Kiền cổ. Để giùm sale luôn nha mấy chị, 1.2 triệu kiền cổ. Kiền cổ nha, bông tai 3.2 triệu em hết rồi. Bông tai 3.2 em hết, kiền cổ 15 triệu giùm em. Lắc chữ H còn, tình yêu Xuyên Lê em, chữ H em còn. Dây 4 đắt em hết rồi. Rồi em chốt cái kiền cổ cho tình yêu Lihanxi 15 nè. Bữa nay toàn là kèo thơm nha mấy chị, không bữa nay cuối tuần có nhiều đạn dịch bắn hết bữa nay. Ngày mai nghỉ có lại. Rồi dây trái tim. Em xem dây trái tim này cho mấy chị, chiều dài 40-50 đeo được. Em xem 1.250.000 một gam, lên cổ dễ thương cực kỳ. 1, 2, 5, 0. 15 em chốt trai rồi. Em còn nhận 9.6 triệu nè. À, cho chị Vinh lên đây nguyên ngày Vinh like xem em. Chị đi mời giá nữa chị. This one nè, 29 là 500.000 là giá like đó. À, 6.200.000 dây này giùm em ha, kiện cổ em hết rồi. Kiện cổ em hết nha, dây chuyền nhắn nha mấy chị. Dây chuyền trái tim thương hiệu của Tiffany nó là 2 bạc. Ôi trời, nó tàu lao nha, nó bài đặt tiếng Anh tiếng Ngơ nghe mắt cái trang bày tốt nha. Rồi chốt giùm em 6.2 triệu. Nhắn đây còn chậm đây mất giùm em à. Rồi lắc tay này em sale cho mấy chị là 1.250.000 một gam, lắc tay đẹp giùm em. Đi tay chỉnh sửa đi được. Nhẫn này em xem 1.2 triệu, nhẫn này em còn đây 2 chiếc, 9.600.000 nhẫn bông mai. Kiền em chốt trai rồi, 6.2 triệu em chốt tình yêu Linh Nguyễn, 6.2 chốt cho Linh Nguyễn. Rồi lắc tay, lắc tay này từ đi 48 đến 54 nữa được giùm em nha. 48 đến 54 nữa được, nhẫn 9.6 triệu. Em để sao tình yêu Cathy Phương, kiền bấy dính hết rồi. Lắc này giùm em là 7.312.000, 7312 mấy chị, nó kéo riết mà em cũng phải gọi là em cắn răng chịu đựng đó mấy chị. Cắn răng chịu đựng cái tiếng hạnh phúc là tiếng măng keo đó. 6.120 em để sao tình yêu kia. Rồi nhẫn 9.6 triệu chốt tình yêu Mắm Sori, 9.6 triệu giá 1.2 triệu còn 2. Lắc tay là 73 nha. Mấy chị nhớ anh em Bạch Kim này chỉ cần nói giá thôi là đã ok, không có cần chính xác số tiền, chính xác đơn giá là được nha. 9.6 triệu chốt chịu Cherry Lê, vụ mong tiền em chốt lắc tay 7.3 triệu. À, em đi cho nó nhanh mã đó mấy chị, tại vì mình chốt xong sẽ có gửi hình. Em chốt cho Lee Hennessy được cái máy sáng nó còn vô, bà nội này bà chậm quá, cô làm chậm cô không làm được. Rồi chốt đơn 96 ok cục cưng Lee nè. Đó nó trời ơi, nó ra ngoài hoài con ơi, tao khổ quá con ơi, toàn là người đến sau. Dạ đến sau đau khổ hết mấy chị, đến sau đau khổ lắm đó. Thôi gắng đến đầu đầu giùm em nha. À, kèo này mình đến đầu cũng được, kèo sau mình đến đầu giùm em ha. Chứ giờ sao bây giờ, 6.2 triệu bấy dinh hết, lắc tay 7.3 triệu em để sao tình yêu Mỹ Nhân Đào để sao.
Rồi nhẫn này em sale 1.3 triệu, em có hai nhẫn, ba nhẫn bây giờ sale luôn 1.3 triệu. Đến sao đau khổ hai chịu Cathy Phương, đau khổ quá mà. Ni tai có đủ ni số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 giùm em. 5 gam bây giờ sale 1.3 triệu, 6.500.000. 6.500.000 ha. À, đẹp chưa? Luôn đai luôn giùm em nè. Ok, tình yêu nguyên vàng giùm em. 9.600.000 bây giờ là trong nguyên vàng. Nhẫn này 6.500.000, em có 3 chiếc. Ni số 10, 11, 12, 13. Ni số 10, 11, 12, 13 giùm em nha. Rồi bây giờ 7.300.000. 73 hết rồi, 73 hết rồi. Dòng 5 hộp em đang có 1 chiếc, em sale luôn 1.200.000 hàng mới. Ni tai bây giờ chỉnh sửa đi được. Sale 1.200.000, 20g 85. Dạ ok chị Nguyễn Bình, 73 bé Vinh hết, 25 triệu, cái bà giọng đẹp gái nữa mấy chị ơi. 23, chốt ly dĩa nha, mua vàng Italy là được dạng sự như ý rồi. Mà người bán cực kỳ dễ thương, chu cha mà ơi. Tí em đẻ em ra đặt cái tên nó quá hết trời, ok nha mấy chị. À, sẽ gọi là sẽ được không? Ta nói cho là tài, cái gì là tài sắc đồ đó ha, cái dạng dạng vậy đó. Em đi học là tinh tiền nè, ở nhà tinh Vinh nha, vừa có nhà, vừa có cửa, vừa có tiền, ôi trời ơi đầy đủ. Chốt dĩa vàng ý của nhà em đó là được dạng sự như ý, mà người bán cực kỳ dễ thương. 25 triệu giùm em dòng này, lên đơn 25. Rồi nhẫn này hôm nay em bán cho chị là 1.280.000. Dạ, 1, 2, 8, 10. Em có số lượng là 5 nhẫn. Nhẫn em đang đeo là nhiêu không? Nhẫn đang đeo nhiêu không? Quên bà đó. Nhẫn đang đeo là 6.500.000 với mấy chị nhẫn màu đen. Rồi cái này đúng thương hiệu của CD luôn nha cả nhà. À, rất là đẹp mà em ha. Chị yêu nào mà ở Sài Gòn hay là ở nước ngoài hay là mấy bạn nào mà màu đen à, mấy cái dạng nhẫn này nên chốt hết cho bé Vinh. Rồi lên đơn em nhẫn hộp Amaro này bé Vinh có 5 chiếc. 1.280.000. 25 em chốt cho Nana Lê. 25 ok tình yêu Nana Lê 25. Nhẫn này là 6.500.000 giùm em có 3-4 chiếc nha. Rồi nhẫn này em có 5. 5.55. Và nhẫn này là 7.000.000 giùm em chốt đơn nhẫn này có 5 chiếc nữa coi. Lên. À, 7.000.000 nhẫn em đang đeo. Bao đẹp không đẹp em đền cho. Rồi lên chốt nhanh nha. Em lên bộ kia cho mấy chị nè. Vô bộ tặng ngay Duyên ơi. Em đi một lần bộ tặng nhanh nha mấy chị. Cái này để em tặng nha mấy chị đó. Rồi mặt này em sale 1.100.000. Nhẫn này em sale 1.280.000 ở chính giữa Amor đầy đủ đi. Bây giờ có 5 chiếc. Rồi chốt mặt nha. Mặt 250. Mặt là 2.750.000 là mặt. Mặt là 2.750. Rồi dây mì thun này mấy chị. Dây mì thun này em sale 1.000.000, 1.100.000 một gam cho mấy chị nè. À, 7 triệu luôn. Nhâm năm con sao bà nội nào nó cũng quay mồng mồng vậy. À, 7 triệu em chốt cho Kim Ngân Lê, em chốt cho Liên Hà Nít Sĩ. Mặt là 2.75, dây này em xem 1.1 triệu luôn, 1.150 đi mấy chị. Dây là 6.400.000. Mặt là 2.75, đang vô bộ tặng, chia sẻ livestream 30 lần cho chốt. Không đừng chốt, chốt xong nó không có xả cũng vậy nha mấy chị. Rồi dây chuyền nè, dây chuyền mì thun xem 1.150. Rồi nhẫn em chốt tình yêu Liên Hà Nít Sĩ. Chốt đơn giùm em nhẫn nè, ok cục cưng một đơn. Nhẫn em có 5 nha. À, có bao nhiêu đạn dược đồ đẹp đẹp hôm nay là em lên với mấy chị hết á. Hôm nay em có thể là like 6 bị chết mấy chị luôn á, nếu mà sức khỏe em có. Rồi nhẫn là 7. Rồi dây chuyền là 6.400.000, dây mì thun 4.2. Mặt em xem 1.100.000. Ê bà mẫu ơi, đôi bông tay sòn dục vô đồ ý của tôi nha, bà nào đây? Dạ thưa ta, 30 mấy triệu dục vô đồ ý bán mấy triệu nha, chứ con mau giàu lắm nghe. Hí hí đó. Thích ghê luôn nghe bạn mẫu. Nín hên nít trơn rồi mấy chị ơi. Rồi em có đôi bông hoa này giùm em nè. Đây, đôi bông sờn 40 triệu, bỏ vô bán thành còn 5 triệu. Ồ, lời 39 triệu. Thấy thương chưa? Bỏ vô ý nữa chị. Ồ, à, bỏ vô đồ ý nọ, thương ghê luôn. Cưng dễ sợ cưng luôn. Chị. Bán ngay cái lời liền 30 triệu liền, 35 triệu liền. Nhanh, nhanh dèo lắm. Bông tai là 3.520.000 gì mấy bông tai trái tim nè, đang lên cho tặng nè. Bông bé Vinh sale 1.200.000. Dây 1150, set này chỉ có 6.500.000 ế nè. Ế nè, có những lúc mình cũng ế nè. Ế nè, 6.500.000 nè, ế nè, giờ mua đi nè. Dạ chị Trần Thủy, ok chị Trần Thủy nha. À, chị bà thương em không? Bà thương em mà điện số like 0339662 này trả lời không thương chắc em chết em ạ. À. Rồi chốt đơn giùm em nè. Bông tai 1.600.000 một gam bé Vinh sale 1.200.000. Bông tai là 3.520.000. Mặt dây chuyền là 2.750, dây chuyền là 6.400.000. Rồi nhẫn 7 triệu em còn 2 chiếc ở đây nha, lên giùm em nè. Rồi nhanh chuyển đủ luôn rồi hả chị. Coi giùm tao chị Trần Thủy đi Duyên ơi, đây chị giọng mà tao giết mày Duyên ơi. Ố là la, để nó làm xong em đem đi năn nỉ không đó mấy chị. Rồi nhẫn này em có một cặp duy nhất nè. Rồi em mang lẻ đây. Rồi nhẫn này mấy chị. Nhẫn này là full đai, em sale 1.100.000 nha. Nhẫn này nó tới 1.350 mới mua được đó mấy chị. Rồi chốt nhẫn giùm em.
Nhẫn là 6 triệu 3, dây là 6 triệu 4, mặt là 2750, bông tai là 3 triệu rưỡi. Rồi chốt nhanh cho em, nhanh nha, nhanh mấy con. 6 triệu 4 em chốt tình yêu quan hậu. Bông tai 35 nè mấy chị nghe nè. Cái này chốt, phải chia sẻ live stream thì hãy vô chốt giùm em, chứ để không chốt là mệt lắm đó. À, để không chia sẻ cái bắt đầu đó rồi, Vinh ơi chị không chịu mà nọ nữa nha. Không chịu thôi, giờ nào nói trước à. Rồi bông tai này 6 triệu 100 ngàn giùm em, bông tai 1 triệu 350 ngàn. Đẹp bự nhẹ luôn giùm em, 1350. Rồi chuẩn bị lên chốt nè. Đâu này 3 triệu rưỡi cho con, lên. Dạ có chi phí nước ngoài nha cả nhà. Rồi em chốt dây chuyền cho Phan Hậu. Em chốt cái tình yêu Thu Ngọc Bùi giùm em 3 triệu rưỡi. Muốn mua mà gỡ chậm. Con gán thương em đi chị, chạy chậm cho nó chắc nha chị, để chờ là phút giùm em đi. Rồi 35 giùm em ha. Rồi chốt đơn nha cho tình yêu Thu Ngọc Bùi. Rồi dây chuyền. Em chốt tình yêu Phan Hậu, dây chuyền mặt 2750. Mặt như mặt sòn, em xem 1 triệu mốt 1 gam. Em để sao đôi bông đó cho tình yêu Yến Nhung, để sao 3 triệu rưỡi Yến Nhung. Nhanh mới được mấy chị ơi. Mặt 2750. Bill xong chưa? Điện hotline giùm em đi, bill xong chưa? Chị đủ rồi hả chị? Rồi nhận 7 triệu chốt tình yêu Cúc Đinh 7 triệu. Lên đơn mã số 7 rồi chốt nhanh mấy chị. Mặt 2750. Rồi nhẫn giùm em là 6 triệu 300 ngàn là nhẫn. Trời ơi nhẫn nó đẹp như nhẫn sòn. Nhẫn nghe đẹp như nhẫn sòn. 6 triệu 4 là em để sao cho bé mớm. Nhẫn đang đeo sao 3. Dây để sao tình yêu bé mớm sao 4. Nhẫn này đi tay số 10, 11, 12 đeo được. 10, 11, 12 đeo được. Sao 3 giùm em. Rồi lắc tay. Em có 5 lắc 1 triệu 299 ngàn 1 gam. Bao đẹp của giùm em ha. Dạ chỉnh đi không được. Đi tay số 10, số 11. Đi tay số 10, 11 đeo được giùm em. Nó full day mà cả nhà. Sao 3 chốt chị Ngô Hoa. Gửi chia sẻ qua giùm em, nó đang vô bộ tặng nha. Còn mấy chị mua bộ, mấy chị mua bộ thường không cần phải gửi chia sẻ, mấy bộ tặng mấy chị phải gửi chia sẻ. Rồi lắc tay này mới dinh về được 5. Chốt đơn giùm em là 5 11 180. Dạ lắc tay là giùm em là 15 triệu 300. Không có tiếng hay Duyên ơi, mày coi tao bị cầm hay gì Duyên ơi. 15 triệu 300 giùm em. Ủa tao chỉ nói gì thôi mà cũng cười nữa hả? Ủa ủa SOS. Trời ơi. Bây giờ có 5 mấy chị ơi. Vậy là cái chị ơi, chị mở cái du liêm minh của chị lên đi. Mở du liêm lên nha. Rồi chốt cho em 15 triệu 300. Thương hiệu Lệ Rơi. Em có số lượng là 5 lắc. Bao đẹp, bao đẹp. Rồi em có một cái mặt Amayo nha. Amayo với Vinh sale luôn 1 triệu 2. Lắc tay Vinh chốt cho tình yêu Lee Hennessy. Chị nào mà mở live stream em nghe. Xong rồi chồng thương, mấy chị giơ tay lên nói em nghe nha. Chồng chửi đừng giơ tay nha bà. Chồng chửi đừng giơ tay nha. 15 triệu 300 giùm em. Dạ mua đồ em là ghiền. Dào mấy chị kệ. Lên chốt dí em cho em vui. Bữa nay không có chơi áp lông mi nghe mấy chị. Lông mi thiệt. Cái kia sao em nhìn em thấy em dữ quá. Đây nè. Trời ơi dành lộn chi vậy chị. Mấy chị dành lộn đã mấy chị bơm em 1 triệu 250 ngàn. Trời ơi. Mặt dây chuyền là 3 triệu 120. Mặt dây chuyền là 3 1 20. Xem 1 triệu 2. Mặt dây chuyền tròn amaro giùm em. Nhìn chị đi. SOS là cái giống gì em cũng chưa biết luôn. Em đang đi theo phong trào mà SOS là gì vậy con? Thiệt em không biết SOS là cái gì luôn mấy chị. Là gì vậy Đào? Không biết cái vụ SOS là cái gì luôn. Mà em thấy người ta cứ SOS là em cũng không biết cái gì luôn đó. Là lắc tay chú cho gà gán nói được chị. Để Vinh nói được 15 triệu 300. 7 triệu 660 ngàn giùm em à. 7660 SOS. Rồi vàng hồng em sale luôn set này 1 triệu 250 ngàn vàng hồng. Ngọc Liên á. Được chị, được chị Ngọc Tiên Lê à chị, bà dễ thương nha. Được chị ơi, được. Thấy chứ em dễ thương lắm, em không giống như người ta, chị cứ yên tâm. Mấy chị có dễ thương hay là không có dễ thương vậy, em vẫn dễ thương với mấy chị. Đó, cho nên là thật sự là trong cái cuộc tình này nè, em đang lỉ mấy chị. Mấy chị không thương em, không dễ thương với em vẫn thương mấy chị, em vẫn thương mấy chị cho nên chị cứ yên tâm. Cái gì ba? Khẳng cấp. SOS là khẳng cấp mấy bà, lúc muốn chơi bà nói tiếng Anh. Rồi em chốt tình yêu Xuân Thu 312. Set này đẹp quá, ai lấy mua giùm em set này 312 chốt Xuân Thu nè con. Rồi lên như mặt to phải không? Có đơn luôn, mặt to có luôn. Rồi chốt mặt to. Em có cái mặt này cực kỳ là màu đen, bé Jim sale luôn 1 triệu 2 ngàn mới nha. Rồi cái này lên bông tai 125. Rồi dây bông này là giùm em là 8 triệu 150 ngàn, 8 1 50. Từ từ cũng mua được à mấy chị cứ yên tâm. Bữa nay em lên tới 6 chớp một ngày thì làm sao không mua được. Dây chuyền là 9 triệu. Bông tai là 8 triệu 2. Đó. Lấy nguyên set này đi mấy chị. Thương hiệu của Hồ Chí. Thương hiệu của Hồ Chí nha.
dây 9530 còn không hả? Hình như cái like bên kia hồi nãy cái dây đó lo dành lộn cái like đã bỏ. Rồi, cái này có logo Gucci chí nè mấy chị. 4x2 đeo được. Trời, bao đẹp cực kỳ. Bông sòn em lên. Bông sòn bé lên nha mấy chị nè. Rồi đôi này bé Vinh lên cho mấy chị xinh đẹp. Vinh chốt giá cho mấy chị đôi này giùm em bán giá là 18 triệu đôi này. Rồi em chốt cho mấy chị là 18 triệu đôi này giùm em có số lượng là 2 đôi. Ở chủ tất cả tấm là BB Swan nha mấy chị. Cái này thị trường bán 28 triệu đôi này giùm em. Em chốt set là như ta? 8 triệu 2 cộng 9 triệu set là 17 triệu 200. Lê Ngọc Giàu nè, Lê Thị Ngọc Giàu 17.2. Set này cực đẹp luôn giùm em. Đẩy inbox set thứ tư ha. Lắc đăng đeo là 15 triệu. Em chuyển anh nói nghe nè, em chụp hình cho chị Xuyên Lê cái lắc ta 20 triệu 150 được không? Cái lắc Xuyên Lê chẳng hát đó không? Lắc chiều dài em có đủ ni, có nghĩa là mấy chị muốn 45 em cắt 45, mấy chị muốn 60 em nói 60 nha mấy chị. Cỡ nào cũng lo chơi mới được á, không quan trọng. 15 triệu 300 nha mấy. Bông nay em có số lượng là 3 đôi, 28 em sale 18 nha mấy chị. Nhận hàng không đẹp em đàn đâu rồi cái em. Ủa bánh cam còn không ta? Bánh cam có nhân á. Cho con bánh găng có nhân đi chú Duy, 18 triệu với Vinh có số lượng là 3 đôi. Quen lập phối bi lớn hả Vinh? Dạ có chị. Rồi xếp này chốt với tình yêu Lê Thị Ngọc Giàu, kèo thơm 15.3 chốt cho Nguyễn Hằng của tôi, bà xui. Bà xui lụ đảng xét. 15 triệu 300, chú Sư Vân là mấy chữ tôi nè. Nói nghe nè, mấy chị biết tại sao lại mọc nha mấy chị. Em chuyên gia ban ngày không có ăn măng măng đêm. Em không ăn gì hết, em chan đồ ngọt thôi nha. Và chú Duy ổng dỗ béo em 8.560.000 mặt này giùm em. Ê về bà. Em có sợi dây trái tim được móc caro nha mấy chị. Phải Vinh sale luôn 1.2 triệu cho mấy chị. Mày lên mày nhìn chị có tối không gì nè, chị tắt hết đèn. Ngựa trắng em con ngựa đó em cancel nha, bên kia mua rồi. Dây là 18 năm, mặt là 8.500.000 giùm em, mặt sale 1.2 triệu mặt mới. Xui gì xui, chờ mua lâu quá ha chị. Rồi chút tình yêu 8560, chút tình yêu xíu hào 856 chút luôn dây đi chị. Dây cũng 1.2 triệu, mặt cũng 1.2 triệu lên mặt nhà hồng phải không. 18 triệu 400 dùm em lên bông sòn xeo. Đây, bông sòn xeo rồi, cái nãy chưa xeo sâu phải không. Mấy bạn biết, mấy bạn biết hết trơn. Em để sau tình yêu mây xanh 856. Rồi bây giờ để sau cho mây xanh chút gì vậy. Rồi em có một cái những mũi tên thương hiệu của Cartier. Bây giờ có 5 chốt 1.4 triệu gam, gam 40. Nhắn này 2 triệu mấy chị ơi. 18.4 chú tình yêu bông bông mang bàn lên nằm cơm diện, cơm bạc của Vinh. Đó, lên nè. Đã sạc cơm như Vinh. Chút ta chữ ra mà Vinh. 18.4 nhập mà mấy chị thấy không? Nhà em được cái gì nè mấy chị. Nếu nhà này có đánh lộn cái chữ lộn nó có một mình em thôi. Không ai bên em chân á. Còn ví dụ như tụi nó bị người ta chữ lộn đánh lộn là em bên. Đó, cái nó hơi là kiểu nó hơi bị nghịch lý cuộc đời là vậy đó. Ví dụ như tụi nó có gì phải không? Em như là một con gà mình á, dịch sim lai. Thì em sẽ là dỗ cắm ra để em bảo vệ nó. Còn ví dụ người ta chửi em cái ồ đố cờ nữa mấy chị. Thấy thương lắm. 2 triệu giùm em nhẫn này với Vinh có 5. 2 triệu này với Vinh có 5. Có mặt mặt sòn mà có. Ê Thỏ cái chị mượn mâm mặt sòn này Thỏ. Có cái mặt ra 36 cho em có 5 cái nha. Lên luôn nha mấy chị của tao với mặt mẹ Quang Âm. Mặt mẹ đó 52 triệu nha mấy chị. Mặt mẹ lớn nhất trong lịch sử thế giới nhân loại Việt Nam. Em chúc cho ai. Nói chuyện có duyên á chị. Tại em nói xàm xàm em vậy đó chứ. Duyên lắm đó. Có nhiều chị làm mê em lắm đó. Rồi em chốt ra bông sòn này nha. Rồi đây này em chốt giá 23.900.000. Em lời đúng 100.000. 23.900.000 lời đúng 100. Giá sale 1.2 triệu 18.4 em để sao cho cỏ mini thôi. Bé Vinh để sao cho cỏ mini nha. Ok cỏ mini. Rồi đó bông tay to đùng 31.5. Bé Vinh sale 23.8. 2 triệu chốt cho bà. Nè chốt xong rồi xả với tên bánh đòn nha. Ok cục cưng nè. Chốt đơn 2 triệu nào Vũ Anh này hai. Đi 15 không vừa rồi. Bé nghe 2 triệu nè. Ai Lai Mai 2 triệu nè. Em có 5 đây. Mặt mẹ em có 5. Chủ trên là 3 ly 6. Giá này bình thường 18.500.000. Hộp đẹp bây giờ mấy chị mua cũng là 5.500.000 rồi nha. Em tính 5 triệu thôi. Nguyên cái giỏ mặt 23 năm em bán 16 triệu. Bé Vinh sale 16 triệu giùm em. Bé Vinh có 5 cái nha. Bé Vinh có 5 cái. Nhanh nghe em nói cái này mấy chị chỉ đeo vô dây nhỏ thôi. Không đèo gì lắm cho chị con dây nhỏ nhỏ ấy, đây. Có luôn giùm em 23.8. Em chốt tình yêu sen tím nó bông 23.8. Nè con chốt sen tím chủ ở trên là nhanh tạo nghe con.
Tao đụng em tắm đẹp người 23 tám. À, được đó xíu ha, em là người đầu tiên, người sau là tình yêu mây xanh. À, mình được chốt đầu mà 23.800.000 này. Rồi chốt cho tình yêu này đây. Ra mặt giao chuyện lên giùm em nha, 16 triệu. 23.500.000 nha. Mấy chị có order lại là em sẽ tính giá 23.500.000. Em không có tính giá 16 nha, chị chốt like là em mới bán cái này cho mấy chị. Trời dễ thương cực kỳ, em có 5 cái 3 ly 6 luôn giùm em, 5 cái. Nhanh mới còn, chậm không còn. Rồi lên đó. 5, 16 triệu một cái nha. Nhanh giùm em ha. Kiền 388 mình mua xong mình chốt mình cắt lại em. À, 23.8 em để sao tình yêu kim tho ra bông tai. À, 23.800.000 mấy dinh để sao cho tình yêu kim tho. Rồi nhà 2 triệu chốt chị yêu nhung giỏ. Mấy dinh chốt yêu nhung giỏ, cái mạng nó bị cái giống gì em gặp dễ sợ. 2 triệu nó quay mòng mòng hoài. 23.8 kim tho. Mặt dây chuyền chính giữa là 3 ly 6, đổi lô 10 bán lỗ 20, 23.5. Em chốt cho 16 em có 5 cái thôi, sò mà em về số lượng mấy chị luôn đó. Rồi mặt sò này dùm em thị trường là 68 triệu, mấy dinh chốt cho mấy chị 52 triệu ngay số tiền. 52 ngay số tiền dùm em. Nhớ rồi sao nó quay mộng mộng, cái mạng nó bị gì vậy bay. Rồi đẹp cực kỳ, ở trên con đầu đó là vuông luôn nha mấy chị. Rồi nhìn luôn cho em nè, 16 triệu bao kèo thơm. Nhẫn 2 triệu em còn một chiếc nữa thôi nha. Nhẫn 2 triệu đi lớn quá là không được. Mặt luôn 5 cái luôn dùm em. Dòng lưới có chị từ từ với dinh lên chị dòng lưới. Từ từ bé lên chị dòng lưới. Đây em có một cái vòng lưới hoa mai này. Em sale cho mấy chị 1 triệu mốt 1 gam. 1 triệu 100 ngàn 1 gam. Mặt dây chuyền, trời ơi mấy chị, SOS khẩn cấp, tiếp tục, nhanh. Cờ nữa, tiếp mày gật má mày. 30 gam 50 em sale 1 triệu mốt luôn này mềm, 33.500.000. 33.500, dòng hoa mai. Ni tai 48-52 đều được. Dòng tai hoa mai em sale 1 triệu mốt cho mấy chị nha. Em chốt tình yêu đang vi 16 triệu. Trời mặt này đẹp, em thật sự với mấy chị, em bao với mấy chị đi hết hết thế giới. Hết thế giới luôn. À, em chốt 16 triệu. Và 2 triệu em chốt tình yêu Đặng Phương. Rồi Đặng Phương mã số 2 là Vinh hết nhẫn nha. Rồi Vinh còn mặt thôi, mặt em có 5 em chốt 1 rồi nhanh giùm em mấy chị ơi, thương em đi. Mua giùm em đi cho em đi ngủ chưa? Nghe ngủ chưa bên mừng nha. Dễ cho bên ngủ chưa. Rồi dòng bi lực. Đẹp nha mấy chị, dòng tai hoa mai 48-50-52-54 đều được giùm em. 33.550.000. Rồi em lên cái này cho mấy chị nè. Em có một đôi bông đồng tiền. Em xem 1250. Cái này mấy chị sẽ đeo được hai kiểu. Mấy cái khoen này mấy chị lấy rời ra được nha. Lấy rời ra được. Rồi dây chuyền này lên cho mấy chị ha. Dây chuyền này nhỏ xíu xinh xinh nè. Dây chuyền này em xem cho 1350. Mặt là 16 triệu em chút tình yêu duyên. Duyên thúy nhỏ nhỏ lắm mấy chị cần đeo ngắn đi. Những cái loại này mấy chị đừng đeo dài quá. Dài quá nó không đẹp. Rồi bây giờ chút đơn dây chuyền cho 16 triệu em chút tình yêu duyên thúy. Rồi bông tai 6 gam 20 chút 125. Bông tai là 7.750.000 là bông tai. Đôi này mấy chị đeo. Khoan đợi chị xíu. Giữ đi đưa chị giùm. Đây đưa chị. Hai mặt. Đó. 7.750. 7.750 giùm em. Dây là 135 em chốt chị Duyên Thúy 16 cho con. Rồi bé Dinh chốt cho bé Duyên Thúy nè, 16 triệu. Ok Duyên Thúy lên đơn 16. Rồi tiếp tục nha. Bông tai này mấy chị đeo lẻ tắt lẻ ra được luôn. 775 em chốt tình yêu Tú Khải 775. Em cảm ơn mấy chị, nói chung là em dễ thương thôi chứ em đẹp là em cũng đẹp. Dễ thương thôi. 3.540.000. 3540 giùm em nha mấy chị. Let's go nè mấy chị. Go go trời tiếng Anh rồi nha. Rồi nhẫn này là thương hiệu của DVL của BBL nha. Cái này em có từ ni số 9, số 10, số 11, số 12. À, rồi em chốt nhẫn này cho mấy chị 1.299.000. Rồi chốt đơn giùm em 775 em để sao tình yêu Vũ Hoàng Anh giùm em. 775. 10 gam 27. Chốt giùm em 1299 nhẫn em đang đeo. Nam đeo được và nữ đeo được luôn. Mình đeo cái này lâu lâu mình cũng để lên làm mặt dây chuyền nhẫn được luôn nha cả nhà. 13.300.000 giùm em. 354 là em chốt tình yêu Vi Thành 354. Vòng 56 đeo không được, 33.500, 56 đeo không được. Vòng này 52 trả lại giùm em xem 1.1 triệu. Trời bao sang mấy chị ơi. 50 triệu chưa mua được, 56 đeo không được, 52 trả lại thôi. Nhẫn là 13.3. Nhẫn là 13.300.000 nhẫn nha. Nam đeo được, nữ đeo được luôn. À, chị nào mà có anh xã mà tay không có lớn lắm á, đường kính đầm khoảng 17 năm trở lại thì chốt giùm em ha. 13.300.000. À, chốt cho chồng thương, chồng yêu, chồng mến, chồng muốn đi chơi với bồ. Đó, rồi đợi tới già dẻ nó mới đi chơi với bồ nha, con trẻ nó không đi. Dòng 33.500.000 nó chết. Ông cứ kỳ em về được số lượng là 1 năm rồi. Em xem 1.3 triệu. 6 triệu giùm em ha. Bông tay em hết rồi. Nhẫn em đang đeo 13.300.000.
Em có tiểu này số 9 số 13. Rồi bông tay em là 6 triệu. Ở chính giữa đô la của nó màu hồng. À, đã vàng ý rồi. À, đẹp chưa? Dễ thương cực kỳ chưa? Rồi bông tay 6 triệu con lên đâu. Dòng đẹp nha mấy chị. Ngon quá, để em ăn cái xíu nha. Lên bông Lệ Vi nha. Em có đôi bông chữ H đen, em xem 1 triệu 280 ngàn. 3 triệu 200 ngàn giùm em nha, đây. À, có những lúc cái góc không đẹp nhưng mình vẫn đưa qua. Rồi chốt giùm em 3 triệu 2. À, đường kính 15mm là Nikon số 9, số 10 được nè cưng. Dòng 54 được không ạ? Được, dòng 54 được, 56 không được. Dòng 54 được, mời mấy chị em bánh càm, em ăn xíu nha. Sáng giùm chưa ăn gì hả? Nên chuyện ha, 54 lực thì bình chồng ha. Chụp hữu cái cô coi đi con, 33-550. Mặt mèo 35 tròn, 52 triệu. Mặt lớn nhất nha mấy chị, 52. Chị đeo với mày kim cương sáng ra nè. Mặt mèo ha, full luôn dùm em, 68 triệu giá chợ đen á. Mấy chị chốt với mấy chị 52 triệu. À, bông chữ H là 3 triệu 2 nè mấy chị. Bông túi tiền chữ H em có 1 nha. Mang đen rồi em quen bọc. Bông túi tiền mấy chị có 5 đôi. 6 triệu giùm em bông túi tiền. Lên chị kiện đi gái ha. Rồi em lên bộ tặng đi chị nha. Em lên liên tục một lần 3 bộ tặng. 1 triệu 1, 1 triệu, 1 triệu 2. Rồi nhanh mới được giùm em ha. Cái này mấy chị chia sẻ sẵn đó giùm em nha. Để nó không chốt xong. Chút xíu con bé kia nó kiểm là nó không có là nấy á. Rồi túi tiền nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương 6 triệu đô này giùm em, mấy chị có 5. Chữ H 3 triệu 2 nha, một đôi duy nhất đụng hàng em đền luôn. Nó đang bị ẩn gầm anh đó mấy chị ơi. À, 3 triệu 200 ngàn. À, mặt rồng có T-nail. À, Mimi, nghe cái mâm đầu tiên mà mày có cái mặt con rồng nam Mimi. Lấy cho Jin lên cho chị nè. Nè, mâm đầu tiên, hàng đầu tiên nè. Mâm ô đen đen á. Nó dắt bên kia. Xay qua. Ờ, bên đây nè, mày xay nữa. Phía trước bà gia chánh điện. Thôi nghỉ, ngồi xuống đi đâu. Ngồi em chơi chị yêu tao châu thế nên. Ngồi xuống nhìn tao đi coi như tao chưa nói gì mày ơi. Tao kêu xây cái chánh điện là hồi trước mình cứ xây cho nhắc hoài. Mà nói 6 triệu, trọng miệng em chị ơi. Em chơi tình yêu châu thế nên 3 triệu 2. Ok, cục kinh châu thế nên. Rồi, nhẫn tay là 13 triệu 300 nha. Nhẫn 13 triệu 300, nhẫn thương hiệu của BBM. À, DVL dùm em, nam đeo được, nữ đeo được. Mặt mẹ đang đeo 68, nó dinh sale 52. Mặt lớn nhất luôn dùm em. À, ê trong đặng mày trả nợ chị 8 triệu mấy đi chị đòi nợ tao bay. Bay ơi. À 18 4. Nó nghe này giờ lỡ like rồi chị ơi. Chắc giờ chút xíu xong đi rồi chuyển liền. Mày coi bill trong đặng giùm tao đi. Chị đằng nào chứ có lên chị đòi nợ tao mày. Cột quýt tao mày. 13 triệu 300 giùm em nè. 133. 13 triệu 300 em chốt tình yêu kim tiền. À ship giùm tôi nghe ok cục cơm. À có ai có tiền không cho tao mượn. Cho tao mượn đắp 1.465.000 trả được không. À, em có một cái dòng ISL, trời ơi nhanh nha. Em sell cho cái dòng này tình yêu nào vô mánh đeo được giùm em đi. Tay 53 trả lại giùm em sell 1 triệu 2. Dòng này mấy chị hôm nay mua giá 1 triệu rưỡi. 78 triệu giá chợ đen nha mấy chị, 78 nha. Mấy chị mua với Vinh 62 triệu 100 ngàn giùm em. Đi 53 trả lại giùm em. 78 mấy Vinh bán 62. À, 78 mấy Vinh bán 62 giùm em chốt. Trời ơi đẹp cực kỳ. Ok chị Yến Nhung. À, mặc cái chuyện sòn full đẹp luôn, em đưa kiến lúc cho mấy chị xem. Mẹ này chị nào bỏ lỡ hơi bị tiếc. Dạ full bự luôn em ha. 52 triệu, sorry lộn 42. 52. Cái này là cái lớn nhất nha mấy chị, lớn nhất đó. Giá thị trường bán tới 68 thôi, thường thì mẹ thì tỉnh lại thì em không có lời mấy chị nhiều đó. Rồi dây chuyền này là dây chuyền kim cương. Em sell luôn cho mấy chị 1.180.000, 1.180. Ok, xi-men đó chị, xi-men thứ hai mấy chị có 52 triệu đeo bình an tài lộc giùm em, hầu quang từ A tới Á, khuyên đầu trái tim. Ở trên là lá bồ đề luôn giùm em nha. À, 52 triệu chị nào thương mua mềm. Mẹ quang thăm bồ ái. Rồi con chụp lên cái đó đi con. Đăng riêng, cái này con đăng riêng lên liền nữa con. Mày bán đưa khách cầm cẩn thận Thảo ơi, sáng mà cầm hai cổng của ta bị gãy nha Thảo. Rồi nhẫn này em xe cho mấy chị nè. Em xem những này cho mấy chị là 1.150.000 một gam, 10 gam, 11.500.000, 11 năm giùm em này nha. Rồi em lên set nhỏ cho mấy chị nè. Rồi 11.500.000 là nhẫn, dòng là 62 triệu, dòng giá chợ đen là 78 đó, em nói liền.
Em mới dốc đầu. Lên lặng nó con. Một năm trước đây đi Hà Nội xì. Một năm này con, ly. Dòng tay có 2 triệu mấy chị. Không ai lỗi của em không? Chuyển về trả tiền cho em đủ xong rồi em. Yên ơi, có Thi Phương nhận đồ về trả tiền đủ đi rồi xong. Rồi vậy là xong á. Có sao được rồi, bắt chuyện sao được cưng. Em đưa chào khó, chị bắt chuyện gì sao được. Bây giờ em cho em điện em gửi đi. Anh ra mắt đi mua bảo hiểm mới được. 62 em chốt cái cỏ mini. Bây giờ em bắt chị có một bill đó, bắt người nhà chạy xuống nhà em lấy sao được cưng. Bây giờ mua đồ online tất cả mọi người phải gửi về chứ. Không lấy người nào. Từ đây Hà Nội bắt chị chạy ra Hà Nội lấy. Gái. Sao học được. Mà vừa vừa chị không nhỏ. Bây giờ gửi lên, nếu lỗi của chị thì đổi ngang lại. Còn không mà trả tiền đủ tiền lên luôn, nó là lỗi của chị. Còn lỗi của em thì lỗi chút xíu. Còn giao đồ gửi về sợ bị mắc đồ đúng không? Mua bảo hiểm có đồ 10 triệu gửi mua bảo hiểm 10 triệu. Biết giúp chị trả luôn cho, ok chưa? Chứ giờ có một bill mà từ đây bắt tôi đi xuống đất, sao tôi làm được cục vàng. Rồi lắc tay vàng hồng, em chốt luôn với chị 1.300.000 một gam, hôm nay ngày thứ bảy. Trời ơi, đã chị, ví dụ như chị Di Du thì em cứ gửi lên đi, rồi biết ship chị trả luôn cho. À, nếu mà lỗi do chị biết ship chị trả. Còn này bắt chị có một cửa hàng đó là bắt người nhà chị từ đây xuống nó lấy đồ sao được em. À, không được, ví dụ như Sài Gòn có người nhà thì người ta lấy cho, còn tỉnh khác đâu có được đâu. 10.400.000 bà Vinh có số lượng là 3 triệu 3. Thì giải quyết là vậy đó. Cho chị mượn cái khăn giấy với kia đi. Miệng khăn giấy với chị làm tài ghê cực. 10.400.000 mấy chị hiểu giùm em mấy chị, trời ơi cái gì vừa vừa thôi không nội. Bắt cái bill đó đi xuống cho nó lấy rồi tiền mà tôi đâu có thời gian đâu mà đi xuống cho nó cục vàng ơi. Trời ơi năn nỉ luôn á, cho em kèm dễ dễ chút xíu gái ơi. Ví dụ nên ta cho trả lại không lỗ rồi, xíu ta chịu chịu trả rồi thì đi ra đó gửi thôi. Còn sợ mắc đồ thì ví dụ như có hàng của mình 20 triệu thì mình mua bảo hiểm 20 triệu gọi là xong. Mắc thì mà mua điện nó đền. Chứ tự nhiên có đồ đã không cho lỗ mà em bắt từ đây đi xuống dưới đó. Em thấy làm vậy thì cũng hơi thiệt, ta đâu có thời gian đâu em. Chị bán ngày biết bao nhiêu bill, trời ơi. Gái ơi. Rồi em qua nha, em chốt cho mấy chị nè. Lên giùm em nè, em lên bông vàng hồng mà cho mấy chị nha. Nhân giùm em lên bộ tặng nè. Mặc YSL em sale 1.150.000. 1.150.000 nhẹ nha, nhanh nha. Rồi sách này vô sách tặng Duyên ơi. Sách tặng là phải có chia sẻ là em mới chốt nha mấy chị. Còn không là không chốt, để cho người nào có chia sẻ có chốt nha. Rồi em chốt mặt dây chuyền 2.700.000 giùm em làm mặt. 27 giùm em làm mặt nè. Mặt dây chuyền là 27 đem lên nha mấy chị. Cũng chưa lên dây lên dây xe cho mấy chị được. Rồi chốt mặt dùm em 27. Em sale 1.150.000 nha mấy chị. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị 1.1 triệu nè. 4.050.000 dùm em nhẫn nữ hoàng 4050 gái ơi. Rất là đẹp nha mấy gái ơi, 4050. Rồi lên luôn cái lắc tay này dùm em sale lắc tay này 1.2 triệu gam nha mấy chị. Nhớ em sách này chia sẻ vô chốt, không chia sẻ đừng chốt, để cho những chị chia sẻ chốt nha. Rồi lắc tay là 4.200.000 bé sale 1.2 triệu. À, nhẫn là 4 triệu dùm em. À, cậu mình mã về đi con nhớ là mẹ nhẫn là giá 1.1 triệu. Mặt dây chuyền giá 1.150.000. Mặt là 2.700.000, nhẫn là 4 triệu. Lắc tay là 4.200.000 dùm em, cái nào cũng đẹp hết. Rồi đây là bông tai. Em ơi, cái đó bông tai mà mấy em lên bill cho người bên kia đó mẫu. Nó có đồng hồ đó cho nói mắt. Với lại báo với khách là cái mặt đồng hồ kia nó bị lỗi không gửi được cái mặt đồng hồ tròn. Còn nó bông một hộp đó. Mấy lấy lộn chứ lớn chứ nhỏ đỡ lại đôi bông này. Làm cháu đỡ lại. Rồi. Cưng hiểu không? Dạ. Cưng hiểu gì nó không? Dạ. Chị nói là cái đồng hồ đi chị. Rồi, chị nè. Đây. Trời, tao nói tự nhiên. Cái này nè, nói với chị Trung Hà, tay chỉ tròn, thêm hai mắt, tính tiền lại. Dạ, cái này đổi lại đôi này. Cái này đổi lại đôi này, xin cháu nó đổi lại đôi này đi, một coi. Rồi, chị này đem vô trong á, hỏi anh á, có thay mấy cái mặt hộp thì được không? À, còn hôm nay mặt hộp thì báo với khách, cái hộp nó vậy đó, tại cái mặt mình không tính tiền. Hiểu không? À, cho làm cái đai nè. Đai với hộp nè, đưa anh Vinh á, có thay hộp ở trên được không? Được thì đi, phải báo khách, mà không được báo khách là nó bị lỗi rồi. Dạ. Ha, sợ không được bị lỗi, trời em chốt nha. Rồi hiểu chưa bà? Dạ. Nói từ giờ thấy thì cũng gọi là cũng đáng quần luôn mà chưa hiểu không? Rồi bông tai giọt nước em xem luôn trong 1.2 triệu một gam.
Rồi đo này giùm em là nhớ em nha. Bông này bữa nay mấy chị mua giá từ 50 hết rồi. Rồi em chốt nào mấy Duyên ơi. Rồi chuẩn bị kiểm mã nha. Rồi từ trên dưới giùm em. Bông tay em xem 1.2 triệu là 5.700.000. Y như ra bông tay sòn 58 triệu, không khác gì hết. Rồi mặt này em xem 1.1 triệu, 52.700.000 giùm em. Nhẫn em xem 1.1 triệu, 4 triệu. Lắc tay mấy Duyên xem 1.2 triệu, 4.2 triệu. Rồi chị tất cả cái này vô chốt và chia sẻ em em ha. Rồi lên nha. 2.700.000 em chốt tình yêu thanh ngọc giùm em là mặt dây chuyền. Rồi chốt mặt dây chuyền con ơi. Rồi Phương Nguyễn là mã sa 27. Phương Nguyễn là mã sa 27, số bill điện hotline giùm em mấy em coi tranh thủ lên đơn đi. Quá trời đầu đầu nào đơn rồi. Rồi 42 là em chốt chị yêu Lê Quỳnh mà kệ đầu như cho tao hạnh phúc. À 4.200.000 em chốt cho Lê Quỳnh. Đã bị đâu. Rồi mặt lưới hoa này em có số lượng là 3 mặt giùm em. À 42 em chốt cho tình yêu Lê Quỳnh. À rồi tình yêu Quanh Quỳnh giùm em là mã sa Quanh Quỳnh giùm em là 42. Rồi bé hết nhận 4 triệu giùm em. Nhận 4 triệu giùm em nha. Bông tay 5.7 triệu. Lắc tay có gì tăng đưa, cỡ tay nào đeo cũng được luôn giùm em ha, lắc tay. Lắc tay 42 rồi, nhẫn là 4 triệu nha. Chị nào lên nhẫn giùm em, nhẫn nữ hoàng. Nhẫn nữ hoàng là 4 triệu, bông tay là 5.7 triệu giùm em ha. Bông 57 là em chốt tình yêu nào đây? Ngân Giang Quỳnh 57. Rồi chị Hà, chị Nga Hằng làm em là mã sao. À, Nga Hằng là mã sao giùm em 57. Rồi mặt này giùm em là 5 gam. Em xem mặt này 1.280.000, mặt mới về em có 3 cái. Mặt mới về với Vinh có 3 cái, rồi 57. Rồi em còn nhẫn 4 triệu nha. Nhẫn chị nào chốt. Em còn nhẫn thôi, lắc tay em hết rồi. Rồi cái này bé Vinh lên cho mấy chị luôn giùm em nè. Ơi chị nghe. Không có dẻ đó được không? Dạ. Cái máy dẻ đó cho dẻ đó làm chị. Đi chị ơi, Đạo nó làm vườn đi chị Trung Hà rồi đó. Chị nói nữa hả? Sao chị thấy nhỏ xíu vậy ta? Rồi dây gan gì đi đi cơ. Rồi mặt dây chuyền giùm em 6.4 triệu với Vinh có 3 cái. Nhận 4 triệu chú chịu Phan Kim. 4 triệu đây chú cho Phan Kim 4 triệu. Rồi mặt lên đơn giùm em nha. Mặt với Vinh có 3. Rồi em có một cái mặt chờ nồi vuông. Em xem 1.180.000. 1.180.000 Vivian. Để em làm cho chị Vivian ơi. Cái gì đâu mà bắt đền này nọ. Chị em mình với nhau không? Tiền bạc có quan trọng gì đâu. Em chốt tình yêu mẹ. Mẹ bóng nhím giùm em nè. Chị nào mà có để em ngưng em không? Em nhắm chốt để mất công đó. Mấy chị bắt em đền đó. Bây giờ em bán chưa được cái bán giá con 1.1 triệu, 1.2 triệu này bắt đền đó. Em kiếm mấy chị gì dễ em chốt. Để chị nào dữ dữ quá mà khó em sợ. Mấy chị không cảm giùm em. Mấy chị nào khó quá em chốt cho mấy chị dễ dễ nha. 4.950.000 em sell 1.180.000. 6.4 triệu em chốt cho tình yêu Duyên Quỳnh. Mấy chị làm em sợ à, em làm vô tư. Đừng ẹo em ha. Không nói em sợ đó. Ê, giống như ví dụ như giờ em sẽ đền nha chị, cho đừng có lo mà ngồi góc này. À, tại em tắt bớt đèn nè mấy chị. Bông tay 57 em hết. Ly ly đứa cừ tôi kìa. 4.950.000 nhà mày em chốt chị em Ngọc Mùi. Em xem 1.2 triệu, 4.950.000. Rồi 4.950.000 bây giờ xem luôn 1.2 triệu. Rồi em có cái mặt vuông này em sell cho mấy chị 1 triệu. Mặt vuông hộp bao đẹp luôn giùm em, mấy Vinh sell 1 triệu nha. Dạ 6.960.000. 6.960.000. 6.960.000 giùm em. Rồi dây mặt một hộp này em sell cho mấy chị 1.250.000. Dây mặt hộp nữ hoàng chiều dài 4 tấc nha. Rồi mặt này mấy Vinh sell 1 triệu nè. Chị nào nhanh tay còn chậm tay mất giùm em 1.4 triệu cũng mua được. Rồi dây này giùm em là 3.8 triệu. Dây mặt là 3.800.000 giùm em ha. Xem bộ bạch kim. Nó nghe là mấy cái đồ bộ á, đa số là em có chụp hình chị trang bay á. Bộ gì chụp hình chị gửi qua giùm em ha. 57 là gì coi? 57 hết rồi không? Dạ. Còn cái mặt này 1 triệu gam nè, mặt này giùm em là 6.950.000, 7 triệu giùm em. 28 38. Rồi chú giùm em ha, 7 triệu mặt này giùm em xem 1 triệu. À, rồi 3.8 triệu là em chú tình yêu Trinh Phạm 38. Mặt đó em xem có 1 triệu nha. Dây mặt này 1.2 triệu. 7 triệu giùm em này. Rồi lên tiếp tục giùm em nhẫn vàng 10 vàng 18 610 nè mấy chị. Sao chốt xong bị bơm này không hiểu luôn. Rồi bữa nay em bán cho 3.4 triệu, chị không có tiền công tiền hộp với anh nhẫn bây giờ tiền hộp. Tiền công cả 1 triệu bạc nhẫn này. À, không có giá vàng giờ gì hết em chỉnh sửa đi tay được luôn. Rồi em chốt cho 2 chỉ 3/3. Trừ hộp cho là 7/2. Chị 6/1 nha mấy chị. 5.500.000 giùm em. Nhẫn này là vàng 610 nhẫn amaral. 5.500.000 em sell cho mấy chị là 3.4 triệu chị. 3.4 triệu 1 chỉ 5.500.000. Rồi em lên cho ship này.
rồi em có một cái sợi dây ghép này. Em sale dây này cho mấy chị 1.150.000 một gam dây ghép luôn nha. Bỏ lỡ hai bị tiếc. 55. Rồi dây này mấy chị đeo nó như sò giùm em dây ghép. 1.150.000. Chiều dài của nó đang là chiều dài 42-43 giùm em nha. Em chưa móc dơm để giờ như sò luôn giùm em. Em sale luôn 1.150.000. 1.150.000 giùm em. Rồi em chuẩn bị chốt nha. Rồi chị đầu tiên là chị yêu tâm cao. Tâm cao là mã 55. Rồi bây giờ để sau tình yêu 5 watt. À, dây 31 gram. Và dây này em là 35.500.000. Dây em đang đeo kèo thơm 35 năm. Kèo thơm 35 năm giùm em ha. Rồi chốt dư vị ở đây đây. À, hai người đẹp. 35.500.000 có một thôi. Em có một. À, cái này của nó mình gọi là luxury đó mấy chị, đẳng cấp lắm nha. Nó là dạng hoa may ghép luôn em, duy nhất nhà Vinh có hàng. Rồi chốt đơn luôn chị em này. À, nhẫn em hết rồi. 35.500.000 chị yêu nào thương mua mà em. Em có một cái lắc hàng hộp ghép này. Ni tay này em không chỉnh sửa gì được, ni tay 50 trở lại giùm em. Xeo cái lắc hộp ghép này cho mấy chị 1.2 triệu. À 1.2 triệu, nhẫn 55 em hết rồi. Dây chuyền rất ư là xinh nha mấy chị. Dây chuyền xinh cực kỳ. Rồi em cũng 19.900.000. 19.900.000. Dây là 35.500.000. Lắc ni tay 50 trở lại giùm em nha. À dây em chốt tình yêu cỏ mini 35 năm. Coi bill của chị cỏ mini Duyên ơi. Rồi 35 năm em chốt. Lắc tay này em không có ra ni được, em chỉ có cắt ni được. Ni tay 50, 48 thì mua giùm em ha. 19.900.000. Bây giờ sale luôn 1.2 triệu. Bây giờ sale luôn 1.2 triệu. Dây chuyền em bao đèn cho mấy chị. Mấy chị cứ yên tâm, em ngồi đem tắt đèn hết rồi. Cho mấy chị đỡ chá nè. Rồi à, tắt đèn hết rồi sẽ đỡ chá. Rồi chốt đơn luôn giùm em 19 triệu à. 19.900.000 giùm em. Em chốt chiều Trần Phương đi 48-50 trở lại giùm em nha. 199 bây giờ chốt đơn. Rồi em có dòng bi này cho mấy chị. Xéo dòng bi đẹp gái này cho mấy chị 1.2 triệu một gam. Cái này đồ có kèm không, để riêng cái gỗ ngoài nha. À 12g 60. Chốt 1.2 triệu. 15.120.000 mấy chị ơi. Và mua hàng nhớ em đúng số tài khoản em đang ghim. Ni tay dòng này 48-54 đều vừa em xem 1.2 triệu. À lắc tay em còn cái loại Highland. À, em để cái lắc tay cho tình yêu Thúy Văn Bùi em để mã sao nha. Rồi coi chị nào vừa nhưng cho lên đường đi. Như cái lắc này đi tay 53 trở lại cắt được chứ không có nói được. 15.100.000 dòng này. Dòng bi sáng với dinh xe 1.2 triệu một gam. Cái này nó chưa có gì tâm đưa cho nên đeo vừa liền là 52. 50 đeo vừa liền giùm em. 15.100.000 em chốt tình yêu kem tươi không em. 15.100.000 rồi chốt đơn. À, rồi lắc tay 11g 60 em xe 1.2 triệu. Cái này ni tay 54 trở lại có nghĩa là chỉ có cắt được thôi chứ không có ra ni được nha mấy chị. Cắt được thôi chứ không có ra ni được. À em có một cái lắc ngón này em phối nó hơi bị đẹp nha. Em không bán rẻ được. À, tất cả em lấy trăm đặc biệt 7D hết. 1.399.000 giùm em, đụng hàng em đền. Đụng hàng em đền. Rồi 15.100.000 là em để sao tình yêu Trúc Thanh. Lắc tay là 13.9 ha không? Lắc tay em đang đeo là 13.900.000 nha. Lắc tay đang đeo là 13.900.000, ni tay 54 trở lại giùm em. Cái này mấy chị không có ra ni được, chỉ có cắt ni được thôi, nó là hai hàng. Nó đẹp như lắc sò 125 triệu. Rồi em nhìn chốt 23g 05. Lắc này bỏ lỡ uổng lắm, em lấy tất cả là trăm 7D nha. Lắc 3 màu, em lấy tất cả trăm bọng. Mấy chị mua cái trăm lẻ bọng này bán từ 1450 lần đó. À, đồng hồ. Chị Kim Trần ở đây chút xíu Vinh coi, chứ không bị mắc đâu. Để chút dinh coi cho cục cưng nha. Rồi lắc tay đi tay 48-58 đeo được luôn nhà mẹ em lắc tay 32.200.000. 32.200.000 lắc tay. 13.9 là cái lắc 2 hàng cho mấy chị coi lại đó. Rồi kiên cổ em có kiên cổ 4 bính. Em xem kiên cổ thôi cho mấy chị 1.2 triệu nha. Trời cái lắc tay này đẹp mấy chị ơi. Cái Pandora cham đẹp không à. Cái Pandora này mấy chị kia em nói gì một chiếc thứ hai em không có nói được luôn. Em không có nói được luôn á, em cắt ban tà lông, bông nè, mặt nè, chem nè. 32.200.000 em chốt tình yêu Thiệt Nguyễn. Mấy chị mua cũng có, nếu mà có mua là giá 1.500.000 tới 1.600.000 cũng không có giá 1.300.000 mấy này đâu. Mà em bảo đảm với mấy chị là không có cái chem đẹp như thế này. Em chốt tình yêu Thiệt Nguyễn 32.2. Dòng tay là 13.9 mấy chị ơi, lắc tay 54 đeo được. À 32.2 em chốt chiều Thiệt Nguyễn 32.2. Rồi em lên cái set này cho mấy chị nha. Em đang lên set tặng đó. Em có đôi bông trái tim.
em sale bông này 1.1 triệu gam, nhưng mà cái này để em lên kiện xong em lên 12.70 gam, em sale 1.2 triệu kiện 4 bính 15.240.000, 15.240, 15.240.000 dùm em. Rồi dòng mo hàng đặc biệt dùm em ha. Em sale dòng mo này 1.1 triệu cho mấy chị. Em chỉnh sửa như tay đủ dùm em, đi tay đeo dừa liền như tay 50, 51, 52, 53 đeo dừa liền, kiểu ở trên cực đẹp dùm em nha. Rồi khoan để em lên, em lên sống này em lên. Ủa lắc tay 13.9 đẹp lắm nha mấy con mấy chị yêu. Lắc tay 13.900 rất là đẹp à, xách tim để em lên nha mấy chị. Đây xách tim để em lên 13.900, bây giờ sale 1.2 triệu. Cái lắc này bao sáng này, lên tay nó nhìn. Lên tay nó gì nè mấy chị. Bao đẹp giùm em cực kỳ. Lên tay nó gì đó. Đó 13.900. Rồi em chốt dòng 26.70. Dòng em sale 1.1 triệu, 29.370.000. 29.370, em chốt lắc tay cho tình yêu anh Giang. Bây giờ chốt lắc tay cho anh Giang là 13.900. Chốt đơn. À, dòng tay mấy chị nhớ không em, 38 mới mua được. Dòng này hôm nay mấy chị mua ít nhất là 1.350.000 một gam, không có giá 1.1 triệu nha. Chắc mấy chị ít lượt xe, mấy chị đi ngủ hay sao, đi ngủ hay sao. Ok, mua được là được nha. Bây giờ thời buổi giờ Facebook nó bóp tương tác lắm, mình có view là mình may mắn lắm, là mình được thương là mình may mắn lắm mình. Rồi em chuẩn bị lên nha. Kiện đang đeo là 12.70 gam, em xem 1.2 triệu, 15.200.000 dùm em là kiện 4 bính. Đồng hồ thứ hai với Vinh có, mẹ chị nó đẹp nha, nó đẹp lộng lẫy lung linh, xem 1.2 triệu kiện 4 bính nha em. Kiện này mua 19.20-21 triệu mới mua được dùm em. Chiều dài là từ 3.8 tới 4.2 đeo được dùm em à. Muốn đeo mặt cũng được, hoặc không mặt cũng được luôn. Kiện mà bỏ lỡ là thật sự là nó tiếc cả thanh xuân luôn thật sự. 15.2 rồi, chốt chiều Tiên Nguyễn ha. 1.2 triệu, kiện bao đẹp, 1.2. Rồi chốt tình yêu Tiên Nguyễn. Rồi em lên đồ tặng nha. Duyên ai vô bộ sách tặng hay không? Rồi em vô bộ sách tặng mấy chị. Chốt cái này phải chia sẻ, còn chị nào mà cảm thấy mình không chia sẻ được thì mình đừng chốt cái này nha. Rồi đo trái tim giùm em là 2.500.000. À, trái tim 2.500, 15.2 em để sao tình yêu bé nha. Nhanh nha. Em lên toàn là đẹp đẹp cho mấy chị không à. Nha, cái này em nếu như là em khuyến khích mấy chị chia sẻ về trang của chị cho nó may mắn. Dòng đang đây 29 triệu. Rồi bông tai là 2.500.000 là bông tai. Rồi chuẩn bị em lên từ từ xem 1.1 triệu nha mấy chị. Rồi mặt hộp này em sale luôn cho mấy chị 1.1 triệu luôn nè. Rồi mặt hộp này là 2.3 triệu. Mặt hộp 2.3 triệu. Rồi dây mì thun này em sale cho mấy chị 1.2 triệu. Bông trái tim là 2.5 triệu nha. Mặt cái set này mấy chị phải chia sẻ thì mới vô chốt, còn không thì đừng chốt set này nha. Cái này em báo trước. Dây là 5 gam 18. Rồi dây kiền này là 6.2 triệu dùm em là dây kiền. Dây kiền mì thun 6.200.000 mà nhìn giống như 20 triệu nè. Mặt là 2.3 triệu, dây là 6.2 triệu, bông là 2.5 triệu. Tất cả trên này em đều bán có 1.1 triệu, 1.2 triệu. 1.1 triệu, 1.2 triệu dùm em nha. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị 1 triệu nè. Nhẫn này ni số 9 có ngồi đeo được dùm em nha. Chỉ 1 triệu thôi. Em sale 1 triệu mà set này phải chia mới bán được. Rồi này dùm em là 2.100.000 dùm em. Nhẫn cho ni tay trung trung, ni tay nhỏ nhỏ sale 1 triệu. 1.299 với like. Chị cho giảm đi. Giá like 1.299 là giá like rồi. Không được em. Chị thương rồi. Giá đó là thương nhất trên đời cuộc gì. Rồi em lên luôn cái dòng này cho mấy chị này. Giang Hồng, Giang Hồng Cathy. Em sale cho mấy chị luôn 1.2 triệu một gam. Là nói về giá like rồi đó cưng. Chị đâu có bán giá thường. Dòng này đi 50, 51, 52 đeo được nha. 6 gam 12 em sale 1.2 triệu. Dòng này là 7.400.000 dùm em. Dòng này bình thường dòng này là 8.700.000 nha. Rồi chốt. Rồi chuẩn bị đi. Rồi bông tay em sale 1.1 triệu, bông tay 2.5 triệu. Mặt là 2.3 triệu, với Vinh sale luôn 1.1 triệu. Rồi dây chuyền này với Vinh sale 1.2 triệu, 6.2 triệu. Nhẫn này dùm em là 2.100.000. Dòng tay là 7.400.000 dùm em. Rồi chốt đơn nha. Mấy cái này mấy chị chốt phải có chia sẻ live stream gửi qua Rồi em chốt người đầu tiên 2.21 triệu là tình yêu Hồ Anh Mỹ nè. Rồi lên này con Hồ Anh Mỹ 21. Ok cục cơm, xem triệu, chứ bán đúng người thôi nha, chứ không có bán cái thêm nha. Cái này ai đầu thì chuyển đầu liền giùm em, còn ai sao thì em đợi nha. Lần sau mình mua. Rồi chốt giùm em 21. Rồi tình yêu Thúy An, Sam Sam là với Vinh để sao. 21 là sao giùm em, rồi chốt đơn giùm em Sam Sam là sao. Rồi dòng 7.4 triệu, em chốt tình yêu Trang Khoan 7.4 triệu. Gửi chia sẻ qua giùm em nha, 7.400.000 Trang Khoan là người đầu tiên.
Rồi ok tình yêu ha. Em để sao cái dòng của tình yêu Hằng Lê. Chốt sao cho Hằng Lê 74. Rồi bé hết. Rồi. Bông tai lên 2 triệu rưỡi giùm em bông tai đi mấy chị. Bông tai em chốt tình yêu Giàu Trinh 25. Chốt đơn Giàu Trinh, gửi lên gửi chia sẻ livestream qua giùm Vinh nha. Rồi chị yêu 6 võ là mã sao. Mã sao 25. Rồi, dây là 6 triệu 2 em chốt tình yêu Kim Úc. Rồi em còn dây với mặt thôi, mặt 2 triệu 3. Mặt 2 triệu 3. Rồi dây em chốt tình yêu Kim Úc giùm em. Kim Úc đừng để xuống thoại lên trên đây, bên em không có chút hàng Zalo nha, còn mặt 2 triệu 3. Rồi cái mặt trong trống đơn giản đẹp mấy chị ơi, 3 triệu 2 mới mua được đó. Rồi em chỉ còn có rồi dây là em để sau tình yêu Nguyên Lê. Dây để sau cho Nguyên Lê, mặt 2 triệu 3 em còn một. Mặt 2 triệu 3 với Vinh còn một. Rồi, lên đầu lớn nha. 22 triệu 3 em còn một. Rồi mặt trái tim Amaro em còn đây 2 cái. Trái tim còn Amaro. Em qua mã rồi, em chỉ còn cái mặt 2 triệu 3 thôi. Em chốt cho Hương Lê 2 triệu 3. Bây giờ chốt Hương Lê 2 triệu 3 rồi bé hết. Rồi mặt em xem 125. Mặt này giùm em là 6 triệu 500 ngàn. 6 triệu 500 ngàn giùm em là mặt. Rồi dây chuyền bi này em xem 1.250.000 luôn giùm em dây chuyền bi. Chiều dài là 4 tấc rưỡi 5 tấc nha mấy chị. Dây chuyền bi. Em sale luôn cho 1.250. Mặt này là 6 triệu 500 ngàn. Dây 62 em hết rồi. Dây 62 bé hết. Rồi dây chuyền em xem 1.250.000 nhà em là dây chuyền 4 tấc rưỡi luôn giùm em ha. Em chốt với lắc ha. Anh Giang lại nào em. Vòng tay này 29 triệu nha cả nhà. Vòng tay em sale vòng tay 1.1 29 triệu giùm em. Rồi dây chuyền em sale 125. Mặt dây chuyền em cũng sale 125 luôn. Rồi chốt mặt giùm em là 6 triệu rưỡi. Cái này là cực đẹp. Rồi dây này 1.2 nha, 1.250 nha. Dây 9.864. Dạ dây là 11.600. Lâm dây mặt mẹ con ngâm ha. Ok nó bị ẩn đó mấy chị. Không hôn à. Rồi dây là 11.600 giùm em. Mặt là 6 triệu rưỡi. Tất cả em sale 1.250 hết. Tất cả bé sale 1.250. Rồi bông của thương hiệu đi áo hôm nay em có số lượng là 3 đôi. 1.3 triệu gam nè mấy chị. 1.3 triệu 290. 116 dây là 11.600. Mặt là 6 triệu rưỡi giùm em ha. Bông tay là 3.770 giùm em. Thương hiệu của đi áo bây giờ hôm nay có 3 đôi đi áo. Em chúc cho tình yêu bé biển 11.600. Mặt đẹp quá chị. Chúc mặt luôn đi chị. Mặt rất là đẹp nha. Mặt hơi bị đẹp. Rồi bông tay em là 3.77. 177 em chốt tình yêu bé biển 177. Rồi bông tay giùm em chốt đơn 3770. Bé biển lên đơn. Rồi em có lắc tay vàng hồng. Chữ lớp vàng hồng em sale luôn cho 1.290. Lắc tay chữ lớp vàng hồng em sale luôn cho 129 nha. 377 em chốt tình yêu Vân Jerry, em chốt cho tình yêu Diên Quỳnh. Bông này có một mình với Vinh có. Rồi lắc tay này 3.500.000. Lắc tay này có dây tăng đưa nha. 3.500.000. Vàng hồng em chốt luôn 1.290. 3.500.000 giùm em. Rồi bông này dễ thương cực kỳ mấy chị ơi. Em có lắc ban này mấy chị. Bây giờ có lắc ban 3 màu. Rồi bây giờ xe luôn cho mấy chị 1.180. 1.180 nó có dây tăng đưa nên em tri size 48, 49, 50 đeo được luôn giùm em ha. Rất là đẹp luôn em. Lắc tay 3.500.000 em chốt tình yêu nào đây. Em chốt Nguyễn Liên. Bông tay còn một đôi. Cần gì điện hotline 0339662 giùm em. Rồi em để sau tình yêu Nguyễn Phương Anh là 3.500.000. Cái Vinh để sau 3.500.000 em Nguyễn Phương Anh. Lắc tay 22.40. 26.400 qua đen. Qua bình thường 26.400. Dòng 74 em hết rồi. Dòng 74 em hết rồi. Lắc tay bao đẹp luôn em 26.4. Em chốt tình yêu Triết gì ta? Triết gì? Em chốt tình yêu Triết Trương Thanh 26.400. Cái ban này chị mua tỉnh chị không có đâu, có mình Minh Vinh có thôi. Rồi 26.400. Rồi em để sao cho cục cưng trong. Vòng mo này mấy chị yêu xinh đẹp, em sale vòng mo này 1.1 triệu, nhắn tập đẹp 1.1 triệu giùm em ha. Em sale vòng mo 1.1 triệu, ni tay nha. Chỉnh sửa ni tay được luôn giùm em nha. Em Minh bốc lột, bé biển là 11.600 là dây đó con. Người ta nói con lộn, con gái à. Dây 17.7. Xin lỗi con. Rồi em chốt cái dòng 1.1 triệu, 11 triệu 11 triệu 055 nghìn 11 055 nghìn em.
11055 chị Mỹ Dinh nha. Rồi chúc nhanh chị Mỹ Dinh. 11.055.000. Dòng tay đẹp lắm em, sale 1.1 triệu. Mặt bóng là mặt gì? Mặt bóng là mặt gì cưng? Em có cái mặt gì sát à, thương hiệu của gì sát xí à, thương hiệu của gì sát, mặt gì sát 26.4 mình được để sao? Bông em đây là 377 à, anh bắt em là bông phim Dinh ơi. Ok 11.055 yêu chú tình yêu Trần Khiết à. Rồi ok tình yêu Trần Khiết nè. Dòng tay cái này chắc chị ăn 2 cái mới đủ chú ơi. Chạy chuối. À tao ăn. Không, cái là tao mập lắm mày. Cái hả? Bình thường chị ăn 2 cái mà. Tao đi đó nghe. Xe đẩy tao ha. Tao mướn ơi. Quên nha. Chú ơi, xe đẩy 1 cái nữa. Mặc đi. Mặc ăn thì hôm nay em xem 1.2 triệu nè mấy chị xinh đẹp. Mặc dù sát 2.640.000. Quỳnh Ngân em để dòng sao? Quỳnh Ngân dòng bướm lên xem 1.2 triệu. Mới nghe mấy chị 27 triệu giùm em dòng bướm. 27 triệu. Con xong mà ghé hỗ trợ em đi. Thôi đi Hà Mẫu ơi. 27 triệu dòng bướm. Bé Dinh sao luôn nha mấy chị 1.2 triệu. Coi đồ con giùm em nha. Dạ. Con chào cô Hiếu Lương. Con chào cô. Em có lắc bàn tuyệt đẹp. Em sale 1.280.000 nha. Dạ con chào cô, con chào cô. 1, 2, 8, 10, 14, 5, 55. Lắc tay là 18.600.000. Rồi đẹp cực kỳ nha. Thay lắm mới mua được á. Em sale 18.600.000. Quá trời ơi. Mà. Ủa gì kỳ vậy? Chưa được 3 phút luôn á chị. Nhưng mà để đi chút xíu chị đói chị ăn rồi lắm. Nha. Em để cho chị nha. Ăn chút kiếm bù. Không, không có bù đâu. 16.400.000 à 18.600.000 nha. 2.640.000. 11 triệu em giấu cho Quỳnh Ngân đi. Chị yêu Trần Thiết chị xã. Tao lấy cái gì coi. Lắc bàn. Hò mì ấm nha. Ok gục cân. Rồi để nói cho làm ăn nha. Ủa? Ê, ghê chứ. Dòng tay bướm 27 triệu nha mấy chị. 27 triệu, xem 1.2 triệu ra. Thế thì tăng lưa luôn nha mấy chị. 1.2 triệu. 18.600.000. 1.280.000 mấy chị xinh đẹp. Rồi, anh Khánh ơi, rồi, chị nói rồi. Mão máu tôm tôm như ma cà rồng rồi nè. Gì vậy? Trời ơi. Nhai lúng môi nè. Trời ơi. Chị gì kỳ quá. Thôi tao nấu gì nữa bây giờ nè. Lấy một giấy nha. À. Ba tao không ăn rồi. Ngủ tao ăn rồi. Rồi em lên nha. Không có ngủ tại em biết chị thích ăn ba cái giặt giặt đó. Em muốn kêu chú Duy mua cho chị đó. Ăn đi chị. Cắn cái tập rồi, cũng may là cái miệng không phải tim tôi lên. 3 gram 70 ngay rồi em lên nè mấy chị, cho mấy chị kích thích lên. Rồi em lên sale nè. Nhận em sale 1.1 triệu mấy chị ơi. 4.400.000 giùm em là nhận. À bánh mì bao nhiêu ship về quận 7 nha. Ủa lại vô gì anh tăng đổ. Để bán bánh mì em cho anh nha. Rồi em lên cái đầu sale cho mấy chị nè. Lắc tay em sale 1.2 tấm 10. 18.600. Nhận em sale 1.1 triệu 4.4 triệu giùm em. Rồi bông tai này bông đồng tiền mới dinh xe luôn 1.2 triệu. 2.520.000 nhà em đồng tiền. 2.520 rồi chốt đơn nhà em đồng tiền nè. 2.520 nhà em là đồng tiền. Bây dinh có 4.4 triệu cho tình yêu Tâm Nguyễn nhà em chốt. 44 là bông tai 25. Lên nhanh nhà em để sao qua. Dạ bây giờ đây chị kia có chuyện không chị em báo chị. Rồi 1.818.600 em chốt tình yêu Bibo. À, chốt Bibo 18.6, ok. Bông tai là 2.5 triệu. Bông tai 25, lắc tay hết, nhận hết mấy chị ơi. À, lắc tay hết, nhận hết. 2.520 em chốt tình yêu Bạch Tiết. 2.520. 2.520 với chốt cho Bạch Tiết. Rồi bông tai này em có số lượng 3 đôi.
Bữa nay em chốt luôn ngày thứ bảy cho mấy chị nha. Bông tai tròn nồi AMR bông tròn. Đeo cái trái tay nó rất là đẹp, 1-2 năm luôn nè. Chơi lớn nè. Dạ, nó bông tai em là 6.9. Đồng hồ thứ hai. Bông tai có 3, 6.9 giùm em. Rồi tròn nồi này em sale cho mấy nhà mình luôn 1.1. Mặt tròn nồi hộp ghép nha. Rồi. À, mua không có hàng luôn chị đừng nói 6.1 nha. Rồi em lên luôn cho chị cái hàng cái này. Mặt này giùm em là 6.2. Vòng bướm 27 triệu tình yêu Nguyễn Hồng Phúc ơi. Vòng bướm 27 đây chị đẩy vô cho em coi thử nha. À, bướm 27 em chốt tình yêu Hồng Phúc 27 nè con. Rồi mặt dây chuyền giùm em, mặt dây chuyền cho nồi ghép em sale 1.2. Chốt đơn giùm em, mặt cho nồi là 6.2, bông tay cho nồi là 6.9. Mặt bây giờ có 1. À, bông bây giờ cũng sale luôn, mặt cũng sale luôn rồi. Sale cho băng talon cho nó hết luôn cho rồi đi. Rồi hôm nay thứ bảy lắc tay em về được 2 lắc. Em sale luôn 1.250.000 một gam. Chị nào bỏ lỡ tứ thanh xuân nhận 1, 2, 5, 0. Bông vuông phải không? Em có bông vuông này em lên liền. Rồi lắc tay, bây giờ chốt đơn lắc tay nè. Rồi chốt nhanh giùm em lắc tay nha mấy chị. Sáng mai em chốt tình yêu mẹ bé bóng giùm em 13.50. Dạ lắc tay giùm em là 16.800 lắc tay. 16.8 em có đầy đủ ghi tay cắt được nói được giùm em thương hiệu của cá tí ớt. Sáng mai em chốt tình yêu mẹ bé bóng giùm em là 62. À, rồi bé bóng em là 62 nè, chờ nồi chốt cho 62. Rồi dây này em sale cho mấy chị 1.150.000. 115 chiều dài 4.5 tấc. À, 13.500.000 hôm nay có nhiêu kệ, nghe mấy trăm người thì cứ trên trăm người là em like, dưới trăm người là em nghỉ. À, rồi bi kim cương 4.5 tấc bé dinh sale 1.200.000 nha mấy chị. 13.500.000 giùm em, khách mới đôi đồ em nói chung cũng đẹp gái lắm. 69 em chốt tình yêu Trần Bùi. À, Trần Phụng, trời ta Trần Phụng đặt lên Trần Bùi. Bông tay em có 3 đôi nha mấy chị. Lắc tay 16.800.000. Ni 48-60 đeo được luôn giùm em. Cắt được, nói được luôn giùm em. Thương hiệu của cá tiền hộp của nó hộp Bali giùm em. Lên như mì to. Đây. Mì to này chị yêu xinh đẹp 13.550.000. 1.150 kèo thơm. 1.150. 13.5 em chốt chiều Thùy Linh. Dài ngắn báo dinh. Cái đó là chiều dài 4.5 để Thùy Linh lên xinh đẹp với. 4.14 mặt ghép giọt nước. Em chốt 1.2 một gam. Chốt đơn 12. Lên nhanh mới còn, chậm không còn nói với quý vị đồng đạo ơi. Rồi, à, mặt cho nồi 6.2 hết rồi em yêu Thu Nguyễn ơi, dinh hết trơn rồi. 16.8 em chốt tình yêu Trần Phương. Dạ, nói nhân viên anh bóc cho chị nha, ok cục vàng ơi, cục kim cương. À, to bự chút nữa ha, có luôn chị 16.8. Rồi mặt dây chuyền này là 4.970.000. Mặt em xem 1.2. Dây chiều dài là 4.2, em xem 1.2 luôn. Có dây lớn hơn liền là chị yêu Trần Liên ơi, bây giờ có liền. 5.500.000 nhầm em. Dây là 55, mặt là 49. Tất cả xem 1.2, chị dài là 4.5. Rồi chị Liên ơi, em sale cho chị yêu, chị Liên yêu là 1.2 một gam dây lớn. 1.2. Chiều dài hơi dài nha, 45, 46, 47, 48 rồi đó chốt xong cách. 20 gam 72 sale 1.2. 24.900.000. Lên cho em ít cái mặt hồng phải không? Chị có mặt cái mặt túi ha. Túi thương hiệu hơi bị mệt vàng hồng 1.3 gam. Em nhìn có 5 cái. Rồi dây chuyền lên giùm em. À, dây này 24.900.000. 24.9. Rồi em chốt tình yêu Thảo Vũ Lê ca tí. Lắc ca tí ớt 16.8 giùm em. À, 55 là dây chuyền em chốt tình yêu Vi Thanh. 24.9 chốt chị Trần Liên. À, ok đặt giả qua hậu 24.9. Rồi em chốt giùm em 4.9 này là em. Dây chuyền của người chốt rồi mặt đẹp lắm. Mặt ghép hình giọt nước đẹp như mặt lùa. À, đẹp như mặt xoàn. Rồi chốt giùm em mặt cái tim AMR có luôn. Bé Vinh về được 5, sale luôn 1299 luôn giùm em đây. Mặt này em là 4 gam, 3 gam, 6.4 triệu. 6.400.000 giùm em nha. Em có một sợi dây này là không phải dây rút mà dây vàng hồng, dây xương cá. Em sale luôn cho mấy chị yêu luôn 3 gam, chiều dài 4.2. Là mặt trái tim giùm em là 5.7. Trái tim 57 giùm em. À, trái tim 5749 em chốt tình yêu Diễm Đỗ này 49. Mặt à, à cái mặt giọt rồi giọt nước ra 4970 đúng không Diễm Đỗ? 4970. Mặt dây này là 5.700.000 giùm em là mặt này. Ăn cắn cái môi em và máu từng từng. 168 em chốt tình yêu Phương Minh. À, lắc thừa lắc cá tí 168 em chốt cho Phương Minh. Trời ơi các bạn đi nè, cái dáng của bạn nè vui lòng ấm ấm. Rồi chốt giùm em mặt này 5.700.000 giùm em là mặt nha. Mặt trái tim AMR 5.7.
Rồi dây này 6g lẻ 5, em chốt luôn cho triệu 3. Bông tim đầu lai, bông tim đầu lai nữa, nhìn nhìn tay chốt rồi cực. Bông tắc 2 dây này 7.870.000, 7.870. À, lên bông tim Vinh Lồng Mai ha. Dạ ok tình yêu. Mặt này 6.4 triệu nha, mặt này em có 5 cái, mặt túi của chứng hát hàng hiệu. Rồi dây này em xem cho mình là 1.3 triệu, dây này 7.8 triệu, mặt 6.4 triệu. À, mặt trái tim đang đeo là 5.7 triệu nữa chị. Tim đang đeo là 5.7 triệu. À, tim đang đeo là 5.7 triệu dùm em. Sang dương là 7.870 là này nè con. Còn mặt túi đi dùm em là 6.4 triệu. Sang dương trước nha. Dây em đang đeo chuẩn bị lên đơn. Sang dương chút cái dây dây màu hồng. Ok cục cưng 7.87. 7.870 em chút màu hồng. Mặt túi 6.4 triệu dùm em nha mấy chị. Còn cục cưng ơi, còn tình yêu Đinh Diễm ơi, 168 giá 125, cái đơn gì trong tủ á, trong đồ kia Vinh có ai ấy. Rồi bông quạt hôm nay em có được 3 đôi, siêu luôn sập nguồn, 1.3 triệu 1 gram, 1.2 triệu 1 gram, 1.2 triệu 1 gram. Mặt là 6.4 triệu nha, dây hết, mặt còn à, chị Trang Khoan hả, ok cục cưng. Thôi chị Trang Khoan, chị muốn mua em nhận đó Duyên ơi. 5 gram chốt 1.2 triệu 1 gram. Bông tay đang, bông quạt em đang đem có 3 đôi, 6 triệu. Đây được 2 kiểu thôi cả nha, đeo được 2 kiểu. Bình thường là mình đeo quạt xuống đúng không, hôm nay mấy chị đeo quạt lên cho em cũng dễ thương mấy chị, quạt lên cũng hay hay mà, xéo lên cũng hay hay đó. Đây hoặc là đưa xuống cũng dễ thương nè đó, mấy chị muốn xéo lên thì xéo đó. Hoặc là mấy chị muốn lạ lên để luôn gì giùm em nè, dễ thương cực kỳ chưa. Rồi 6 triệu bé Vinh có 3 đôi, bé Vinh có 3 đôi. Mặt nơ này em xem 1.2 triệu. Dạ mặt nơ là 7.700.000 vậy, đây là mặt nơ. Mặt nơ vậy này. Rồi dây này là dây mì thun 5 tấc, em xem 1.200.000 một gam. À, dây thun 5 tấc à, này nam đeo được, nữ đeo được luôn. Và dây này em là 10.680.000. Mặt là 7.7 triệu, bông tay là 6 triệu. Đây bông tay em có 3 đôi. Đó đeo được 2 dáng kiểu. Dây vàng hồng hả Vinh hết rồi. Mặt với Vinh xem 1.2 triệu, dây xem 1.2 triệu. Mà dây em đang đeo á thì do là em kém hắn lên trên chứ nó không ngắn tới gì. Dây này mua cho mấy bạn trai đeo được luôn nha, nam nữ thì đeo cũng được, mì thun rất là dễ đeo, mì thun dễ đeo cực kỳ. Rồi này em lên cho mấy chị mấy cái tiêu đề 1.1 triệu nữa. Rồi set này đồng giá 1.1 triệu nhưng chia sẻ livestream mới bán, còn không chia sẻ livestream thì không bán nha mấy chị, không chia sẻ livestream không bán. Rồi lát nay em sale luôn 1.1 triệu. Rồi mặt dây chuyền mấy Vinh sale luôn 1.1 triệu luôn, dây mặt em sale 1 triệu rồi. Rồi dây mặt em sale luôn 1.2 triệu, 10.680.000 chốt tình yêu đăng lập dùm em. Dây 6 tấc to to có dây rút hay dây nào cục gì. Rồi 10.680.000 chốt cho tình yêu đăng lập đi con. Mặt này 77, bông là 6 triệu dùm em ha. Mặt nơ cực kỳ là dễ thương quá chị. Cái đầu trên nó có hộp ghép luôn dùm em nha, 7.700.000 em sale 1.2 triệu. Bây giờ sale luôn 1.2 triệu. Rồi bông tay này lên đơn dùm em 6 triệu nè. Rồi chuẩn bị vô cái tập tặng Duyên ơi. Tập tặng nó chịu có chia sẻ nha, còn không thì để cho chị nào chia sẻ người ta lên nha. Rồi em chốt nha. Rồi bông tai với Vinh xem 1.1 triệu, 2.90 g. Bông tai em đang cầm là bông tai nữ hoàng ngoài một mái trong, giá thị trường hôm nay là 1.4 triệu, chứ không có giá 1.1 triệu. Rồi đôi này chốt đơn giùm em đôi này. Dạ 3.200.000 giùm em đôi nữ hoàng này, 3.2 triệu. À đẹp chưa. Rồi những bông mai nữ hoàng luôn giùm em, mặc dọc nước hồi nãy ha. Chị để sang cho Trần Phương. Nhẫn giùm em là 7.200.000, nhẫn này đẹp y nhẫn sòn. Nhẫn này đẹp y nhẫn sòn, bông như bông sòn, bông là 3.2 triệu, nhẫn là 5.7 triệu. Rồi dây chuyền này là dây chuyền cắm tim. À, đáng là em sẽ chốt cho mấy chị 1.2 triệu luôn, nhưng mà cho em xin 1-2 năm, tại vì 1.2 triệu thì em sẽ lỗ. Rồi dây là 6.600.000 giùm em, dây thiên thần quạt. Dây em chỉ bán dây với mặt em bán chung, không bán tách lẻ nha. Rồi set này mua là phải chia sẻ, còn không chia sẻ là không được. Rồi lắc tay là 1 triệu, lắc tay là 12, lắc tay là 11.400.000. Lắc tay em sale 1.2 triệu, dây mặt em sale 1.250 triệu, đáng lẽ là em sẽ bán luôn 1.2 triệu á. Thôi dây mặt em bán luôn 1.2 triệu nha. Rồi dây mặt comment giùm em 66, dây mặt em bán luôn 1.2 triệu, bông tay 3.2 triệu, nhẫn này 5.700.000. Rồi lắc tay này giùm em 11.400.000. Nhưng phải chia sẻ livestream, hãy vô chốt xếp này, còn không thì để cho những chị người ta chia sẻ người ta chốt nha. Rồi em chuẩn bị nè. Rồi em lên nha. À, rồi em chốt 5.700.000 là em chốt tình yêu 5.700.000 là ok tình yêu Nguyên Nguyễn giùm em là nhẫn nè. Chốt đơn 1.1 triệu nha Nguyên Nguyễn. Rồi Trâm Nguyễn giùm em 57 nè là mã sao. Sao tao để sẵn luôn. Rồi 57.
Rồi dây chuyền 6 triệu rưỡi giùm em. Dây chuyền 6 triệu rưỡi. 6 rưỡi là em chốt với tình yêu đầu tiên là tình yêu Hằng Lê. Chốt mã 65 Hằng Lê, chịu 200 luôn. Rồi chị sao là chị yêu Nguyễn Hằng 65. Bông 32 em chốt tình yêu Xuân Tăng. Bông 32. À, rồi ok, tình yêu Xuân Tăng nè, bông 32. Rồi em hết rồi, em lên nhanh cho mấy chị. Bông mấy chốt tình yêu Xuân Tăng, 3.200.000. Rồi lắc tay là 11.400. Lắc tay là 11.4 nha, chị nào bao lỗi là tiếc đó. Lắc tay em chốt tình yêu Ngọc Nguyễn 11.400 lắc tay. 114 ok, tình yêu lắc tay rồi bé hết. Em để sao 114 cho ai đây? Em để sao cho ai? Em để 3.2 triệu, em để sao tình yêu Quyền Ngọc là bông tai 3.2 triệu. Rồi lên tiếp tục, thừa thắng xong lên luôn nha. Thừa thắng xong lên luôn giùm em. Rồi đó bông tai nữ quen này, em chốt cho mấy chị luôn 114 để sao tình yêu Hằng Lê. Rồi đó này giùm em nữ quen. Rồi em chốt đôi bông tai nữ quen này cho mấy chị 1 triệu một em chia sẻ lên. Đang vô xếp tặng nha, chị nào có cảm thấy chia sẻ live stream hả vô chốt. Rồi em xem 1 triệu đôi này, 4.440.000, ba con số 4 bông này giùm em xem 1 triệu. Ba con số 4. À, em xem 1 triệu. Rồi mặt này bé Vinh xem 1.2 triệu, mặt mới nha. À, mặt mới xem 1.2 triệu. Và mặt này là 6.600.000 là mặt. 6.600.000 giùm em là mặt ha. Rồi dây chuyền bi này em xem luôn nha mấy chị là. Rồi dây chuyền bi là em xem luôn nha mấy chị là rồi em chốt cho mấy chị luôn 1.150.000 luôn nha mấy chị bi. Dây chuyền bi 1.150.000 giùm em, dây chuyền bi chiều dài 5 tấc chốt xong cắt ngắn nha. Để cái gì rất là dài nha mấy chị. Rồi mặt là 6.600.000, dây là 6.300.000. Mặt tới 5 tấc là dây tới 5 tấc mấy chị chốt xong mấy chị được quyền cắt ngắn lại. Trời dễ thương. Cái bông xem 1 triệu, mặt xem 1.2 triệu. Mặt hàng mới nha. Dây là em đeo rất là dài, 6.300.000 mà nó rất là dài luôn giùm em. Rồi chốt lắc rút này luôn nha mấy chị. Lắc rút. Em chốt luôn lắc rút này cho mấy chị luôn, kèo thơm luôn 1.200.000. Nhanh mới được, đi tay 48-54 đeo được 11-72. Lắc này chốt giùm em là 14 triệu lắc này. Rồi em chuẩn bị lên nha 14. Rồi em có cái nhẫn này luôn. Xem nhẫn bông mai này cho mấy chị 1.1 triệu, 5.03 g. Nhẫn này 5.533.000. Rồi nhẫn bông mai mới Vinh xem 1.1 triệu. Rồi comment giùm em mã 55. Comment giùm em mã 14. Mặt comment giùm em là mã 6.600.000. Dây comment 6.300.000. Bông tai là 4.440.000. Rồi em chốt lắc tay tình yêu Nguyên Kim. Mã 14 Nguyên Kim là người đầu tiên. Rồi chị sao là chị Phương Chu. Chị sao là Phương Chu mã 14. Rồi nhanh nha, gửi chia sẻ qua giùm em nha. Rồi 6.300.000 là em chốt tình yêu Thanh Ngọc giùm em là dây nè. Rồi chốt nè, từ từ này đưa qua đây con, từ từ. Thanh Ngọc nè. Rồi dây chuyền này báo với mấy chị dài lắm, kêu mấy chị cắt bớt lại. Rồi Thanh Ngọc là bông tai em chốt tình yêu Trần Thủy giùm em. Bông tai 4 số 4 em chốt chịu Trần Thủy. Rồi bông tai 4 số 4, 3 số 4. Bé hết bông tai nha. Sao bà là em chốt chịu Thanh Ngọc. Chúc mã sao bà Thanh Ngọc là người đầu tiên. Rồi chị Lan Tiết là sao bà. Lan Tiết sao bà. Trời mấy chị, ngay cả bản thân em mà em còn đi mua kiến á. Em còn đi chẳng hạn như bây giờ mấy chị mà mua đầy đủ, mua bốc luôn một cái 15-16 triệu đúng không? Bây giờ nó không có hộp mà nó cũng là hàng mới, hàng trưng bày, người ta hành lý 5-6 triệu. Cảm thấy ok, đẹp thì mình xài, không mất cái gì đâu. Hộp đâu có quan trọng gì đâu, đúng không? Mình thích thì mình chơi thôi. Giống như chẳng hạn như giờ chồng em đi vào bên Pháp, nó mua được rẻ thế được túi 30%, 20%, tại được lấy thuế mà. Một cái thương hiệu Dior anh đây, một cái túi vải á, nó bán 90 triệu, bởi nó 62 triệu, mắc gì cũng mua mấy chị. Mắc gì cũng mua, đúng không? Phụ nữ mà, ví dụ mình giàu giàu, mình đẳng cấp, đăng cấp, mình xài tiền cho nó đúng. Rồi em chốt 6.600.000, tình yêu nào đây? Cái gì con? Em coi tiền, mấy hồng á. Tao vô 4 triệu. 6.600.000 chị trước mà hả? Em cũng khổ lắm chứ bộ à. Em chốt tình yêu Nguyễn Mai Phương 6.600.000 là mặt. Rồi bé hết nha. Em còn nhẫn mã 55 thôi. Này sao mà trả tôi, đứng đó trả tôi nữa. Nhẫn là mã 55, nhẫn là mã 55. Rồi bông tai em sell luôn nha mấy chị 1.3 triệu luôn này mấy chị ơi. Đó bông tai là 5.850.000. Bông tai là 5.850. Rồi nhẫn là 55 nha mấy em, chỉ còn nhẫn thôi.
em còn nhẫn thôi. 55 em chốt là tình yêu nào đây? 55 là Quỳnh Quỷ Diệt hả? Trời tên dễ thương vậy bạn. Em chốt thì em 55. 55 chốt đơn. Rồi Long Quỳnh là mã sao 55 nha. Rồi tất cả mấy chị từ giờ chốt có đồ đồ tặng gửi á, chia sẻ qua giùm em. Bông tay em có số lượng là 3 đôi. Trời nhẹ lắm mấy chị kiếm được bông này. Ban đầu em nhìn trên hình đó, gửi về em tưởng nó 11, 12, 3, 45 triệu. Đó, cho mình, em nói với chị nghe xài tiền cũng đúng chỗ. Đừng có nghe người ta đẩy cái level mình lên á, chị ơi kệ đi nó sang rồi nọ. Giống như một cái đôi giày em á, cái đôi cái túi mà em mua trong store của thằng Gucci 28.900, em order 238 mắc gì em không order. Quan trọng mấy chị kiếm nhỏ nào nó bán uy tín thôi là tự nhiên 6 triệu mà. 6 triệu lận chứ đâu phải tự nhiên. Mấy chị bỏ tiền ra vậy em thấy nó rất là quý, cho nên mấy chị bỏ tiền như bây giờ là mấy chị không phí. À, đúng 100% đâu chị không phí luôn. Rồi bông tai là 58-50 em có 3 đôi. Bông tai to bự đẹp nhẹ em nha. Trời nhẹ cực kỳ, một bên có 2 triệu mấy nha mấy chị. Xem 1 triệu 3. Em xem 1 triệu 3, em có mặt em lên dòng với mấy chị nha. Rồi em có cái dòng bi. À em sale luôn cho mấy chị 1.250.000. Chị mua bên đây có gia chế. Tại vì nó sẽ có nhiều cái đường nọ ra hoặc đồ người ta trưng bày người ta không có hộp á. Thì người ta bao với mình là đồ hàng đẹp thôi. Hàng thiệt thôi, hàng thiệt cũng thiệt là mệt à. Chứ là người ta bán người ta cũng sẽ không đẹp cái uy tín của mình tà ràng em thấy đâu. Em chú tình yêu dạ chị da mặt đẹp mà chưa dám bán mỹ phẩm thôi chị mới công luôn buồn quá chị. 16.56 dòng em sale 2.50 20.700.000 dòng tay thương hiệu Lệ Viên sale 1.250 đi tay 4854 đều được dùm em sale 1.25 mặt này bao đẹp bây giờ sale 1.350.000 à mà rồi em có hai cái rồi này đụng hàng mới dinh đền nha mấy chị đụng hàng em đền này nãy cái kia rồi 585 em hết dòng tay 20.700 nha dòng tay. Rồi em có một cái mặt song hỷ đẹp như sờn em xem 1.150 lắc rắp Việt ha có đây rắp Việt đây nè anh chị đây rắp Việt em cân tính nha cái này 1.300.000 nha em chốt cho mấy chị là 1.300.000 đúng rồi còn 1 triệu không à, cái này em cân tính thử với mấy chị nha cái móc máy bên đây 1.300.000 à, lên rút sale 53.50 giá lắc này là 69.500 chiều dài tới tất 7 tất 8 ra được rồi mẹ ha. Bên em chốt hàng Zalo là giả đó nghe chị Misa. Zalo là giả đó chốt duy nhất cái trang mới dinh đang like nè. 69.500.000 lắc này con. Chụp con. Rồi ở đây mẹ cái này chiều dài tới tất 92 tất. Cái này cái khóa của nó là có hộp Amaro luôn nha mấy chị. Khóa có hộp Amaro luôn rồi chốt đơn giùm em 3.000. 60.50. Giá cái này giùm em là 78 triệu. Cái này em có hai lắc á, cái khoan lạc yêu nhìn cũng có hai lắc luôn giùm em. 7.22 em sale 1.150. Cái này chiều dài tới 1.8, 1.9 này tất nha. Này nam đeo được, nữ đeo được mình em ha. Dạ em không có bán bạc, em bán gì nha. À, đi tay nữ cắt bớt lại thì mấy chị á. Tay của nam là 83. Tay nữ thì em nghĩ khoảng 70 nha mấy chị. Tay nữ 70. Bao đẹp luôn em nè con. Cầm đi chụp cho mấy ha. Xuất sắc nha mấy chị. Cái khóa có nó hộp Amaro luôn. 83 triệu em dinh có 2. 69 triệu bây dinh có 2. Mua chồng đeo với chị mua bây dinh tâm bà mua 100 triệu mua bây dinh tâm bà là mua 100 người ta bán 1.5 triệu chỉ không cũng gam mà rồi này chụp gì hơn ta đi con rồi mặt dây chuyền 8.300.000 em xem mặt dây chuyền 1.150.000 một gam mặt dây chuyền nha rồi lên nha mấy chị em chốt nhận 4.4 ha hết rồi con rồi mặt em xem 1.200.000 a 1.150.000 gam này mấy chị ơi rồi nhẫn ghép Amaro em có số lượng là 5. Chốt đơn nhận hồng luôn 1.350. Nhẫn này giùm em là 5.450.000. 5450, bây giờ có 3. 5.450.000 nha. Bây giờ có 3 nhẫn à, 5 nhẫn hình như có 5 luôn á mấy chị. Cái này bây giờ có 5 luôn. Rồi chốt giùm em. 5450. 5.450.000 nhẫn vàng hồng giùm em. Cái này bây giờ có số lượng 5 luôn á mấy chị. À rồi em chốt chị yêu Phương Như. Nhà mặt dây em chốt chị 8.3 tình yêu Duyên Quỳnh 83. Chốt đơn 83. À chút xíu em bị lừa. Nhớ em nha 545. Nó đang ngồi coi chung mình đây nếu mấy chị lưu ý cẩn thận giùm em số tài khoản mới Vinh đang ghi. À chú Di ơi. Nữa kêu chú Di về cái bảng này ra này ghi.
giờ ngay chỗ này, ngay chỗ này luôn. 545 em chúc chị yêu thương như vậy em. Rồi em chúc tình yêu Nguyễn Ngân à, Tú Trinh Tú giùm em 545. Nhạc lên lắc lên không cần 5450. Rồi mặt dây chuyền Mỹ Vinh có hai hồng hai trắng. Da mặt là 6.4 triệu, vòng tay là 20.700 nha mấy chị, là vòng tay nha mấy chị. 545 em chúc tình yêu Trinh Tú giùm em là 545. À, cái này là bao nha mấy chị Nhiên. Nó chú về xích qua đi chú Vi. Bây giờ luôn không em ơi? Sao chú? Bây giờ luôn không em ơi? Ngày mai đi chú. Mời 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 mời. Dạ. Bây giờ ngồi. Mời 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 mời. Đá cho lạnh nó đổ cái trà. Dạ. Rồi ok, tình yêu Trinh Tú giùm em. Dạ à, chị Huệ Lý là người cuối cùng nha. Chị Huệ Lý là người cuối cùng. Rồi mặt này 6.4 triệu dùm em. Mặt là 6.400.000 là mặt. Rồi em lên đơn cho chị là mặt em à. Mặt này 6.4 triệu à, chưa gửi được, em đang chuẩn bị bán. Nên em xin gửi đi chị. Để chị đợi em đi. Rồi bây giờ có cái kiềng tay à, kiềng tay bi bao đẹp. Bây giờ sale luôn 1.200.000. Sale 1.200.000. Mặt là 6.4 triệu nha mấy chị. Mặt là 6.4 triệu. Bé Vinh có hai cái, để em lấy dây em đeo cho chị xem. Rồi. Bi này em đang có 10 dây. À, bi này em có 10 dây. Bi này em bán với chị là 1.380.000, 6.4 triệu em chốt cho Ly nè. 64. À 83 này chốt với Diên Quỳnh rồi. Cái này em có 5 hồng và 5 trắng, chốt 1.380. Rồi vòng tay em là 7.7 triệu. Vòng tay lớn là 20.700, vòng tay nhỏ là 7.7 triệu nha. Rồi chú giùm em 77 giùm em. Ni tay 4854 đeo vừa. À comment dạ Zalo là giả đó. Rồi 8.4 triệu là em chú tình yêu Liên Hanessy nè. Rồi 1380. Chiều dài là 45 nha mấy chị. Chiều dài là 45, 20.700. Em có đủ ni chỉnh sửa ni được nha. À em chú tình yêu Quỳnh Trần với tình yêu kem tươi vậy nè. Rồi chị nào chỉ nhanh chỉ được giùm em ha. 5g 52. Dạ dây này giùm em là 7.6 triệu. Màu trắng là 7.6 triệu á. Rồi đây là màu hồng. Màu hồng đó là màu hồng xen kẽ nha mấy chị. Một cái trắng một cái hồng, màu hồng xen kẽ. Đó dễ thương chưa. Rồi chú giùm em là 7.6 triệu. Đây là màu trắng nè mấy chị, 7.6 màu trắng à. Rồi kem tươi là em để mã sao 20.700 giùm em là kem tươi mã sao 20.700. 7.6 triệu là màu trắng nha. Để em lên em có 5 nè. Rồi 7.8 triệu là màu hồng. Màu hồng nặng hơn 200k nha mấy chị. Màu hồng nặng hơn 200k. Rồi 7.76 triệu chốt triệu Chi Lan. Dây 7.6 không có 5 nè. Chi Lan 1 cộng nè à, chị Thảo Quỳnh 1 cộng. Đó là 4.5 triệu mấy chị chốt xong được quyền cắt bớt. Rồi màu hồng là 7.8 triệu nha. Rồi chị Thu Tâm Thiệt Nguyễn với Lee Hennessy. Thu Tâm Thiệt Nguyễn Lee Hennessy. Giờ còn hồng á. Hồng nhưng mà dạng hồng của nó là một cái trắng một cái hồng. À, một trắng một hồng nó xen vô cho nên nó rất là dễ nha mấy chị. Một trắng một hồng. Rồi bông tai em có một đôi bông Lệ Vi. Ủa đôi em đang đeo là 5850 nha mấy chị. Đôi em đeo 5850. Ok tình yêu Lee Hennessy. Rồi em còn hồng thôi 78 à, ok tình yêu Nguyễn Nguyên. Vậy sao em còn hồng nha. Hồng là 7.800.000. Hồng của nó là một mắt trắng một mắt hồng nha mấy chị. Đeo mặt hồng cũng được hoặc là đeo mặt trắng cũng được. Nó rất là dễ. 7.800.000 giùm em. Rồi 5 hồng 5 trắng nha. 7.800.000. Rồi cho em dòng. Rồi bông tai này em xem 1.3 triệu. Bông em đặc biệt, bông mới em còn đôi em xả luôn à, 2.100.000. Ủa này gì hả? 3.68 g. 4.780.000. 4.780 mấy chị. Rồi màu 8 này em chốt tình yêu Thiên Thiên. Trăm anh trăm em. À, 78 màu trắng em mới rồi nha. Rồi bông tai là 4.8 triệu giùm em. Bông tai là 4.8 triệu. À thương hiệu Lệ Vi em còn một cái thôi. Chút nhanh giùm em. Lắc tay hộp 4 ly hộp nhân tạo. Em sale luôn 1.250.000 nha mấy chị. 1.250 cái này cắt được chứ không nói được. Chiều dài dài nhất là chiều dài đi 54. Rồi chốt đơn giùm em. À 17.05. Rồi 21.310.000.
21.310.000, giá Chợ Đen cái này là 25 triệu nha bà con ơi. Trời ơi, mới gì không nè. Rồi em lên cái này nha mấy chị nè. Xong set này em lên set tặng cho mấy chị nha. Để đợi sao coi vô, hay coi vô người. Em chúc 78 chị Yêu Phương nha. À, dòng là 77 nha. Em ơi Thảo Quỳnh là chúc dòng hả con? Dòng là 77 Thảo Quỳnh. À đúng rồi. 478 là em chúc tình yêu Diễm Đỗ, 478. Rồi à, 78 là em chúc tình yêu Phương Như. À, rồi 78, dây em còn 2 cộng nha. Trăm anh trăm em với Thiên Thiên. Rồi à, em hết rồi nha mấy chị. Lắc tay 23 triệu nha cả nhà. Lắc tay 21 triệu 300. 21 300. Bông tay là 58 50. Ế Ế ăn nè, 58 50. À, để cắm hồng sao 76 nha. Rồi ok cục cưng, để cắm hồng sao 76. Để sao 76 cắm hồng. Em ơi, có đúng cái tài khoản của Vinh không em? Em chốt tình yêu Hân Nguyễn vậy ta. Rồi bông tay 5 em tặng mà mấy chị. Em chú thì Kim Tuyến 58 50 đi không? 58 50. Rồi đó này, chốt đơn giùm em đây này. Đó, đẹp chưa mấy chị? Rồi em xem kiểu mốt gam đâu này giùm em, kiểu mốt. Mặt này em xem luôn nha mấy chị, là 1.1 triệu một gam. Da mặt này giùm em là 3 triệu giùm em mặt này. Đang vô cái chương trình sao á, chương trình mấy chị phải chia sẻ mấy chút á. Mặt em là 3 triệu, bông là 5 triệu rưỡi, giùm em xem 1.1 triệu. Rồi nhắn vô nè mấy Vinh sao luôn nha mấy chị, 1.1 triệu nha. 78 còn cộng cho tình yêu Quỳnh Văn Tường màu hồng. Lắc tay 21 triệu nha mấy chị xinh đẹp. Lắc tay là 21 triệu, 21 triệu 300 lắc tay. Đó, bao xanh luôn Vinh nè. Nó sale có 1250 thôi. Rồi nhẫn bông này em sale cho mấy chị luôn 1.1 triệu. Rồi em sale 1.1 triệu luôn nha. Toàn tập 1.1 triệu không phải, chia sẻ lên stream hay vô chốt nha. Rồi nhẫn này 7 gam. Nhẫn này em là 7.800.000 nhẫn này. Bông tay là 5.500.000 nha. Mặt dây chuyền là 3 triệu. Nhẫn là 7.700.000 giùm em. Tất cả em xem 1.1 triệu luôn. Rồi vòng tay hoa mai này cái Vinh cũng xem 1.1 triệu luôn nha mấy chị luôn nghe. Vòng tay 22 gam 32. Vòng tay là 24.600.000. Rồi nguyên set này là tất cả em xem hết. Mặt giá là 3 triệu. Bông tay 5.500.000. Vòng tay 24.500. Rồi nhẫn giùm em là 7.700.000 giùm em ha. Tất cả em xem 1.1 triệu một gam hết. Rồi chị nào lấy thế nào nhớ chia sẻ lên cho em. Rồi chốt nè. À, bông tay em chốt tình yêu Bảo An ngang là bông tay. Rồi 55 An ngang. Rồi Hà Phương em để sao bông. Hà Phương là sao giá 1.1 triệu gam. Rồi ok An ngang. Rồi bé Vinh hết. Rồi mặt này 3 triệu. Mặt này 3 triệu giùm em mặt này ha. Rồi chốt mặt. Đâu mà nó mở nhiều gì vậy trời. À, em có set vàng hồng lệ vi này. Em sale cho mấy chị set cho bọn mình bán chung 125. 1250 nha mấy chị. Để con vô này cái. Nặng vô mà nói nó cái bà này bà quay hoài tao nhìn bà tao gầu quá. À, 21 gam 30. Rồi set này em 26.700.000.
Mấy chị, 35 triệu 800 giá chợ đen tao bán nha. Em có một set duy nhất 26 triệu 700. À, mấy chị chỉ cần một cái áo sơ mi vài trăm ngàn thôi. Rồi 3 triệu là em chốt tình yêu nào đây? À, 3 triệu là em chốt với tình yêu Nguyễn Hằng giùm em làm mặt. Rồi chốt Nguyễn Hằng làm mặt. Rồi Mỹ Nghi Trương là để massage mặt giùm em 3 triệu. Em ưu tiên người ta mua trên line nhanh hơn mua cái tiệm nha. Tại cái tiệm mấy chị hay là nó sẽ không có đợi đồ lâu được á. Em xuất đi lại nhanh hơn mấy chị cái tiệm, mấy tiệm mấy chị cái tiệm cứ ghé lựa. Rồi set này em xem 1250. 1.450.000 một gam là ít nhất nha. À, cái này là 34-35 triệu mới mua được. Em chốt 26.600. 1250. Rồi nhẫn 7.7 giùm em. 24 năm em chốt cái tình yêu tâm vỏ 24 năm vòng. À, em chốt vòng 1.1 gam. Sáng giờ được không hả? Thì thua không hả? Rồi em chốt tình yêu này con 24 năm thì tâm vỏ. Nhẫn là 7.7 mấy chị ơi. Nhẫn là 7.700.000. Đây có chị nào? À, chị yêu Đỗ Ngọc 77. Đỗ Ngọc là 7.700.000 giùm em bé Vinh lên. Rồi ok cục cưng. Dạ. À, Nguyễn Hằng là mã sao 77. Chị nào được đầu tiên là được chốt đó, đợi sau thì ấy thôi. Rồi set này 26.600 set này. Mặt vuông là mấy chị xinh đẹp. Em sale 1.150.000. À, rồi chị cỏ mini là em để sau cái vòng như cái nhẫn nha. À, cỏ mini là để sau cái vòng. Rồi ok cục cưng để sau nhẫn. Rồi mặt này 6.10. Mặt này em sale 7 triệu. Mặt này mới Vinh sale 7 triệu giùm em. Rồi nhẫn chữ H này em về 5 hồng 5 trắng. Nhẫn chữ H bé Vinh về được 5 hồng 5 trắng. Đầy đầy đủ đi nha. Bé Vinh về được 5 hồng 5 trắng bé Vinh bán luôn giá với mấy chị là 1.299.000. Rồi lên màu trắng trước. Dạ màu trắng là 6.1 triệu. Màu trắng là 6.100.000 giùm em là màu trắng nè. Rồi màu hồng. Màu Đỗ Ngọc Vinh đẩy vô rồi mà ta. Rồi màu hồng giùm em. Màu hồng là 6 triệu. À, hôm nay em chốt 3 hồng 3 trắng nó chết ăn nha mấy chị. Em có từ đi số 10 tới số 13. Em có 3 hồng 3 trắng giùm em nha. Màu trắng là 6.1 triệu. Màu hồng là 6 triệu. Ai lấy hồng comment giùm em số 6. Ai lấy trắng comment giùm em 61 nha. Rồi chốt luôn giùm em. Quỳnh Trân nha. Ờ để Vinh coi, Vinh coi của Quỳnh Trân là gì nha. Vinh coi bill của Quỳnh Trân là gì để bé Vinh. Em cũng thông cảm thì bill nhiều quá, nó làm cho nhanh nhanh nó lên đó. Em có lắc chân, chiều dài 20-27 đeo được lắc chân, dễ thương. Em sẽ lắc chân em 1.3 triệu nha. À lắc chân phối. Rồi em lên màu trắng trước nè. Màu trắng là 6.1 triệu nè con. Màu trắng. Màu trắng 6.1. Rồi màu hồng là tình yêu Thảo Quỳnh là 6 triệu. Màu hồng là Thảo Quỳnh 6 triệu. Rồi ok tình yêu Hân Nguyễn giùm em là 6 triệu. Rồi lắc chân là 4.10. Lắc chân dễ thương 5.3 triệu. Rồi em còn màu trắng nha. Em còn màu trắng mà màu hồng em mới rồi. Em chưa tiêu Ngọc Hân với Hân Nguyễn nữa là màu hồng em mới. Em còn 2 chiếc màu trắng 6.1 triệu. Rồi lắc chân là giùm em 5.330.000. 5.330 cực kỳ dễ thương 1.3 triệu. 5.330. Chị Tâm Võ xã là chị Mini. Chị Mini vậy chị chốt nha. Tâm Võ xã 24 năm vậy là chị Mini chốt nha. À, coi bill của chị Mini chứ Duyên ơi. À, em chốt tình yêu chị nào được chốt nhiều từ giờ mấy chị chuyển tiền cho em lên bill cho mấy chị dồn đơn nha. Rồi em chốt tình yêu Linh Nguyễn cho em 5.3 triệu. Rồi dây này với Duyên có số lượng là 3 dây. Em chốt cho mấy chị luôn 1.399. Dây KT nè mấy chị. Chưa để là nó gối. Rồi em có 3 nhẫn của Gucci. Có gì tăng đôi toàn tay nha mấy chị. 1.350.000 nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. À mấy đeo con chỏ con danh này cũng đẹp. Trời ơi kệ nó ngoài đi con. 3g 15. Nhẫn này là 4.250.000. 4.250. Từ giờ tới giờ cũng lâu lắm mới nghe lại tiếng nó gán nghe đi. À, quý lắm mới nghe được đó. 4.250 giùm em. À, chút kêu lâu quá hả. Lắc chân sau em hết rồi mấy chị. 5.3 em hết rồi em chốt cho mọi người chị Linh Nguyễn nha. 4.250 những gu xiết. Em có 3 chiếc 4.250 em chốt tình yêu Trần Diễm Thi. Sao ai cũng về mấy chút lâu trên nha. Vay vay coi lại nét đi vay nha. Rồi
là lắc tay là 83 triệu nha cục vàng. Chúc like thì mà đa số sẽ có hàng nhiều hơn cái hổng chúc like nha. Là 4250, em không có niên 18. 425 mặt thương hiệu gì sát em sale 1.299.000. Em chốt tình yêu Trần Diễm Thi 425. Mấy em quỷ vô em cũng bị tim hả trời. Trời ơi. Bị hậu Covid nghe kêu ra qua bển kêu nó dặn bắt vô lên thành tao. Chê, qua nói chị em bị hậu Covid khỏi chị em yếu lên đánh kêu này. Lũng khỏi chị em hết. 5 năm 2 năm thì qua mày nói với Trang gì đi. Rồi mày chỉ đưa cái hình tay cho nó coi. Nó nói thông cảm bị hậu Covid. Hồi yếu lắm rồi. Làm kiểu này mạnh rồi. Cô bị nè. Em chú tình yêu duyên đó nhỏ dùm em là 425. Rồi mặt này em xem hồng em xem 1.2 triệu. Quá trời rồi tôi đang không có hơi mà nó còn ca nữa. Rồi em có dây này nữa chị ơi. Mặt này em có 3. À, lắc chân hồi nãy em chốt chai rồi. Mặt là 5 triệu rồi em nhìn có 3 cái. Em sale trừ 3 gram đi mấy chị, 1299. Rồi mặt này lên đơn giùm em nè. Một cái set em đang đeo là 26.600. Thế em đeo bao sen nha mấy chị. Gầm bông với lại là dây 26.600.000. Bông với dây, mua lẻ bán lẻ luôn nha, 1250. Chị nào thích bông lấy bông, chị nào thích dây lấy dây giùm em ha. À, Vinh ơi, có chiếc nào giao chiếc này cho khách không? Chiếc veo là đường kính 16 đó, đi số 10 đó. Chiếc của người ta họ cũng là tới đường kính 17, đi số 12. Của em là đường kính số 10. Em đeo chặt hay đeo gọng? Chị đang đặt về thêm cho khách ở nước ngoài. Của em là đường kính 16, đi số 10 đó. Là chị về đúng cho em đó, chứ đâu có lấy chiếc của người ta giao em đâu. Tại vì của người ta tới đường kính 17, đi số 12. À, em đeo ngón khác được không? À, cái bàn tay mình 4 ngón tới 4 ly. À, ngón danh này số 9 nè. Danh bên đây số 10 nè. Này số 11 nè. Số 12 nè. À, ví dụ em đeo ngón này em được, em đeo ngón bên đây đi. Tại cái nhẫn nó đẹp lắm. Nhẫn đó em đeo ngón nào cũng đẹp. Nhẫn đó em đeo ngón trỏ cũng đẹp. Bữa hổm chị lấy cái chiếc của người ta đi 12, chị đeo ngón trỏ nhẫn đẹp. 26.600. Đeo ngón giữa lọng á. Em đo chị đi số 10 đó. Em đo đó. Em đo chị đó. Bỏ em đâu còn tới 16 năm mà chị còn nhớ tay em đâu bự dữ hẳn. Cho nên là chị lấy chị kêu hồi 16 rồi. Hỏi mấy em đo chị đó. Thôi gửi về đây rồi chị kêu đi nhỏ về cho để đó chị đeo. Chị cũng thích chiếc đó. Chị là của em tầm 15 năm mà em ơi. Như tay em có số 9 à. Hỏi cục vàng đo tới 16 năm chị cản đó. Chị còn kêu hồi 16 rồi. Rồi dây này em xem 1.399.000. 7 gram 75. Tuần sau nó về. Vậy là của em 15 năm thấy hả cưng. Cái đó có 16 rồi đó Yến ơi. Vậy là kêu 15 năm thôi là được rồi. Dây này em có 3. 10.840.000 giùm em nha. Dây này tăng nưa với sao rất là đẹp. Mấy chị đeo được hai dáng kiểu. Để nằm ngang như thế này cũng dễ thương mà. Để nằm đứng cũng đẹp luôn. Rồi chốt dây này giùm em ha. Có 3. Rồi gửi về đi. Dây khó gấp nó về đi nhỏ chứ. Cái nhắn vuông nó về cũng hài lòng. À, nhưng coi của chị Sandy Lam của chị ở nước ngoài vậy nè Yến. Cọc vậy đó cưng. Cưng coi chị có chuyện cọc đúng của mình không cưng. Mặt này làm 1.2 triệu ra giùm em. Dạ 16 năm là đi 11. Đường kính 16 là đi số 10. Em tìm mấy chị lên thuốc nha mấy chị ơi. 4.38 em sale 1.2 triệu. Trời ơi làm gì vũ trường nha nội ơi. Buổi trưa ra mệt thấy bà nội tao gì. Mày kia nó giật. Bố hai năm chứ tình yêu thu dân thì mẹ em 4.25. Bọn nó muốn em đi ngủ trưa hay gì vậy trời. 5.300.000 giùm em lá này. 5.300.000. Ok tình yêu trang trinh. Để hai mắt vô cho em phải không. 5.300.000 mặt Amaro. Bây giờ xem 1.200.000. Bây giờ xem 1.200.000. Ổ khóa mới mở cái em có một cái thôi. Em chốt cho mấy chị luôn 1.250.000. Trời bao kiểu thơm. Chị nào thích hồng lấy hồng. Chị nào thích trắng lấy trắng giùm em. Hàng mới nha. Em chốt giá 1.250.000. Mở cái em còn con cái em xả luôn. Gọi này chị cái tấm rồi đi. Đi cái tấm rồi. Quá trời. Giọng 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 à. Dây là 10.800.000 giùm em nha. Dây là 10.800.000. Đó rồi đó. Đẹp. Lên rồi đó.
xe 1.180.000 luôn nè mấy chị. Bây giờ xe 1.180.000. Nhưng mà chú Duy ơi, lâu quá cũng không nghe được. 18 ngàn. 21.300.000 giùm em đi mấy chị. 21.300.000. Không có chỗ nào đâu nằm của chú. 3-8-4 lắc giùm em xe 1.180.000, 21.200.000 mấy chị. Dạ không, mình đi đồ ấy không mấy chị. Dạ không, có đồ sợ. Rồi tôi chân hồng luôn à, ngoài bên kia đứng là anh kia chị, chân mắm hết á. Chị đứa chân mắm chị nha. Túi trắng là 9.040.000. 9060. Chân lên mắm hết rồi đó chị, cần cho cách dễ lượt. 9060. Rồi hồng giùm em nè mấy chị. Hồng là 8.950.000. Hồng là 8.950 là hồng. 8.950 ổn quá, lệ vi nha, 1-2 năm. 9060 em để, em chốt dùm Vĩnh Hạnh đi nha, cái đó em có tới 2 cái. Hồng thì như em có 1 cái thôi. Hồng bé có 1 cái nha, 8930. 893. Đồng hồ thứ 2 cục vàng ơi. Đồng hồ thứ 2, em lên bông sòn nha mấy chị. Em bán đâu nè, 27 triệu. Chủ là 3.6 ly. Cái vỏ này không, bình thường mấy chị mua 25 triệu rồi. Có chỗ bán này tới 28, 29 triệu là cái vỏ không á. Vỏ học luôn 27 triệu giùm em, sợ đang mang 10.800.000. Sợ đang mang 10.800.000. Nhận 7.7 cho Đỗ Ngọc chốt luôn cho chị cỏ, cỏ mini đi em ơi. 24 năm với 77 chốt cho cỏ mini luôn. Rồi bông sòn kèo thơm 27 triệu. Bình thường á, cái vỏ này mua 25, cặp hộp 15, 40 mới mua được, em xem 13 triệu. Mai mốt cái này đem á chị rất là sướng, đổi lô 10 bán lỗ 20. Đổi lô 10 bán lỗ 20, nguyên bông nữ quẹt coi đục. Chốt nhanh giùm em. 20 triệu, 27 triệu. Ơi, cái này cho mẹ chị á, dễ thương chưa, dễ thương chưa. Bông trái tim này có chừng ấy nè. 27 chú tình yêu tiền thì phạt. 27. Chốt đơn 27 nha. Rồi nhẫn đồng tiền này 1.280.000, em có 10, em có 5 chiếc. Nhẫn này đẹp là 3.700.000 giùm em nhẫn này. Đồng tiền, hộp đẹp đơn giản dễ thương mới Vinh có 5. Đầy đủ đi nha mấy chị, 3.700.000. 27 triệu là em chốt tình yêu tiền Phạm Thị. Rồi em để sao cho tình yêu Như Nguyệt 27. Ủa chị chỉ cần nhận bông sòn mới thôi. Nghe kìa. À, giấu tôi like mà không giấu được. Rồi. Em chốt 3.700.000, em Vinh có 5 chiếc nhanh mấy chị ơi. Mẫu Lệ Vi hả? Lệ Vi màu đen. Lắc túi tiền em Vinh còn có 1 nha. 1.299.000. Màu hồng 58 triệu, màu trắng 57 triệu giùm em. Bao đẹp nha mấy chị ơi. Mọi cái em còn có 1 chiếc thôi.
21 triệu 200 cho mấy chị coi lại. Dây chuyền hồi nãy em đang đây là 10 triệu 800. Trời lớn quá chị. Trời ơi, tắt luôn đi mấy ông nội. Rồi, dây mặt này em sao cho mấy chị là 1 triệu 280 nghìn. 383. Dây giùm em là 5 triệu nha. À, đây nè, nó đẹp cực kỳ. Em có một sợi duy nhất nha, vàng hồng nè. Xong cái này kem xuống đi. Cái em lên này cho mấy chị ấy hai chứ giờ làm cho mấy chị đi ra. Rồi dây 4 cắt 2. Em xem 1280 dây là 5 triệu, bông là 6 triệu 8. À, nhiêu chị là cái nào cục vàng ơi? Cái nào cơ? Nhiêu chị hả? Kìa nó tắt nó lên nhạc mới bà nội Duyên ơi. 104 có không ạ? Dạ đang có hai giấy đó chị, 63 triệu đó chị. À nước gì ạ? Dạ nước ép à. Dạ em có nước ép. Dạ là nước D là nhiêu ạ? Em không có hàng nước D. Chị có nước ép thôi hả? Dạ em có nước ép 5 viên. Rồi chú giùm em 5 triệu nè. Dạ em chú tình yêu Bùi Phương 5 triệu. Bông tay 6 triệu 8 nha. Dạ 63 triệu. 63 triệu 5 triệu nước ép. Em chú chị yêu Bùi Yến giùm em là sao là 35 triệu. Rồi em còn bông tay coi dây em hết rồi. Dạ tối mai chị ơi. Chết mẹ tôi sao không mở dây được vậy. Dạ chiều mai chị yêu. Chiều mai được hả? Dạ rồi em có dòng bi Pandora. Bao đẹp giùm em đi tay 50, 51, 52 cho lời em à. Em xem 1 triệu 2. Rồi dòng giùm em là 24 triệu 800 là dòng. 24 triệu 800. Em có một sợi dây mì sáng lớn em xem 1 triệu 250 ngàn. Dòng tay đi 50 trở lại giùm em xem luôn 1 triệu 2. À Duyên ơi, Duyên có coi chị xem đi làm trên đẩy inbox bóc vô không Duyên? À, chị nói cái gì đó mày nhắn cho mày coi tao đi. Chị nhớ nay chị giải quyết bill chị kìa. 26 triệu 400 là dây này. Dây này em xem 1250. Dòng này em xem 1 triệu 2. Dòng ban bao đẹp luôn giùm em nha. Em coi tin nhắn kìm chị đi. Dòng ban với dây xem 1 triệu 2. Trời đẹp lắm. Đi tay 50, 51, 52 trở lại. 50, 51, 52 trở lại giùm em. Dây chuyền to đùng luôn nha, bao sáng. Mà nội dây này 5 triệu giờ đeo đây tháo không ra rồi. Em đang tháo không có ra. 248 là em chốt tình yêu Ngọc Liên. 248 chốt đơn Ngọc Liên. 24 triệu 800. Rồi dây là em chốt cho tình. Trời dây đẹp lắm mấy chị. Dây bao sáng luôn nha. Chiều dài của nó là chiều dài 4 tấc rưỡi. Chiều dài 45. 26 triệu 400. Dây chuyền 5 triệu này chốt chai rồi phải không con, chụp rồi phải không con? Dạ. Đeo xong thì ta tháo không ra. Trời ơi. Bà nội này bả dây ấy nè. Đẩy dây sắn ha. Nè con 5 triệu. Dây sắn 21 triệu 200. Dây sắn nó còn giữ hình đó không? Dòng em để sao chịu Diệu Phú nha. Mấy Vinh để sao thì điều Diệu Phú là 24 tháng. Dây 264 sáng gỡ mây thiên. Đại inbox dây sắn là 21 triệu 200. Dây sắn là 21.2. Rồi em chốt chiều đặng thấy 21 triệu 200. Dây sắn 1 triệu 80. Rồi em có lắc sắn 7D. Khách mới đòi đòi em sell luôn 1 triệu 3. Em có sợ không? Bây giờ em sell luôn 1 triệu 3. 5 triệu là gì con, 5 triệu hết rồi. Em còn bông tay đang đeo số 8 thôi chị. Dây 5 triệu bé hết. Lắc tay em đang đeo chưa có gì tăng đưa là 10 triệu 400 ngàn. Đi 50 đeo giờ liền nha mấy chị. 50 đeo giờ liền 10 triệu 400. 10 triệu 400 ngàn. Rồi lắc tay ghép em sell luôn 1 triệu 2. Lắc tay ghép đồng tiền với sell 1 triệu 2. Đi tay mới dính chỉnh sửa đi được luôn giùm em nè. Giá rồi nó đánh cái kiểu này mà chắc anh bắn đầu luôn. 12 triệu 700 giùm em là cái lắc này. 12 triệu 700 ngàn. 10 triệu 400 là em chốt tình yêu Trinh Phạm. 10 triệu 400. Giá lắc tay là 12.7 nha. Là bà nội lắc tay. Em chốt chịu Trinh Phạm 12 triệu 700. Lắc ghép mà đẹp như sườn. Lắc ghép. Rồi lên tặng cái này em xuống nè. Em chốt chịu Diễm Đỗ là 12.7. Lắc tay ghép giống sườn. Rồi mặt này em xem 1 triệu 1. Rồi chuẩn bị lên mấy cái này nha.
Rồi em cho tình yêu Sandy 10.400.000. Rồi này em lên hết nguyên bộ này 1.000.000 hết cho mấy chị nè. Rồi em cho tình yêu Diễm Đỗ rồi. Em chốt cho Sandy 10.400.000. Rồi chốt giùm em bông nha. Rồi cái này cái cuối nè. Em xong này em xuống. Đánh kiểu này cho em đi nha nó. Rồi em chốt cái tình yêu 287 em sell 1.000.000. 3.157.000. 3157. Em ơi bây giờ chị alo kêu chú á đem gửi về đi. Rồi đặng chị bán cái cách khác. Tuần sau chị về đi nhỏ không? Thì chị trả cho cưng nha. Không sao em gắn đợi chuyện tuần nữa chị về nha cưng. Vậy là bây giờ cái nhẫn này em có lấy không? Hay là em không lấy, hay là em lấy lại hay sao? Nếu em lấy lại thì chị nhìn bán cho người khác. Có nghĩa là chuyển tiền lại cho em đúng không cưng? Cái này là tự em gửi đi cho chị đó. Chứ chị không thấy đi. Em không tin chị em lấy cái thứ em đo đi. Có 16 hả? Rồi bây giờ gửi qua cho chị đi. Tự em đo nhé, chị Vinh đâu đo đâu. Em đo cho chị không luôn á. Chị làm theo đúng ý của em mà. Chứ chị đâu làm theo ý em đâu. Rồi chốt luôn giùm em này. Giùm em là 3.157.000. Bông vui em chốt tình yêu Hồn Mỹ Ánh giùm em. 3157 3157 xem 1.000.000. Rồi chốt đơn. Chú ơi cái nhẫn 68.000.000 á. Chú kêu chị kia quạch về đi chú. 3157. Rồi và cái này mẹ em lên mặt luôn cho mấy chị nè. 3.05 em sell 1.000.000. Và mặt này mẹ em là 3355 3.355.000. Bây giờ nó đơn giản lắm miếng. Giờ 1 là em lấy thì em nhận. Còn chị tuần sau chị về chị cho em đổi lại. Còn hai em gửi nhẫn cho chú về. Chị nhận xong nhẫn chị trả tiền lại cho em nha. Ok không sao không thành vấn đề được gì. Rồi mặt này giùm em 3355 giùm em. 3.355.000 mặt này giùm em ha. Em sell 1.000.000 nha. 3355. Rồi lắc này là một cái lắc đơn giản dễ thương đẹp tuyệt vời. Còn đi là em đo cho chị. Em nói với chị không mà. Chị Vinh không có đo. Chị Vinh không có biết. Còn em nhận chị Vinh đi nè. Chị Vinh về đúng đi đó thôi. Vậy là thường thường đầu sòn chị suy nghĩ nhé. Nếu như người ta mua đem muốn nhanh không được thì người ta sẽ đem muốn giữa á. Hà là đọc đọc chút xíu nó dễ. Còn của em là em đưa đi chị Vinh sao. Là chị Vinh đặt y chang vậy đó. Chứ chị Vinh đâu có đặt không đúng của em đâu. Rồi giờ em nói vậy thì cũng tội cho chị đúng không. Từ đầu tới cuối là em đặt em đưa đi chị không mà. Thì bây giờ một là em muốn còn muốn đặt lại nữa thì chị đặt. Còn không thì chị nhận xong chiếc nhẫn chị trả tiền lại cho em. Vậy thôi hết cưng. Chứ bây giờ Vũ ơi. Vũ ơi vô. 13g 98. Em chốt đơn luôn cho 1.3 một gam lắc này. Rồi lắc mặt cười đơn giản dễ thương là 18.000.000. 18.170.000. Em nói chú gì á, kêu chú á hoành đầu lại lấy chiếc nhẫn sòn đi cưng. Giao nhẫn sòn nó về Mỹ đi em. Rồi nhận được chiếc nhẫn ơi, kêu chú đi chuyển tiền lại cho trả lại cho người ta em ơi. Mấy chị tự nhà tự đâu đi không mà. Mà đồ sòn á mấy em có những cái nó full day á. Em đâu tự đâu đi đâu. Khách từ đâu đi khách báo xong giờ nhận người động rộng. Ví dụ bây giờ rộng thì em đặt đôi nhỏ lên thôi chứ đâu có sao đâu. Vũ ơi Vũ nói với chú á, đảo lại cái chỗ nha, xe của con nhỏ Yến á. Chỗ Yến á Vũ kêu lấy cái chiếc nhẫn lại. Khi nào chú nhận xong chiếc nhẫn báo em chuyển tiền lại. Đòn sao giờ đeo bị rộng. Nhưng mà vậy là giờ mai hoành lại đâu. Vậy Vũ nói là với chị đi, em nói là ngày mai đúng không? Rồi vậy đây nhận nó vô ra bên Mỹ đi, vừa đi bên Mỹ đó. Đo em đi được 16 thì em đo được kính 16 chứ em có đo khác đâu. Giờ rộng không vừa rồi. Rồi bây giờ chú đi Cà Mau luôn à em. Ngày mai chú sẽ hoành đầu về lại ha. Ngày mai chú sẽ nhận lại chiếc nhẫn nha. Giờ này chú không có nghe tiếng chú đi, chú đã đi luôn Cà Mau rồi. Vậy chú nói với chú ấy đi. Cô chú hoành đầu nhận lại đi chú. Nhận chừng nào nhận xong báo em chuyển tiền lại. Rồi 18.700.000 giùm em. Bye bye mấy chị nha. Bye bye đem lên này đi. Chú xíu xuống mấy chị. Dạ có. Bye bye mấy chị nha. Chú xíu lên. Mấy quỷ này bắt nhạc và em điên đầu quá.